Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Trần Phùng. Ngày hôm nay câu chuyện bạn ấy mang đến cho tất cả quý vị có tựa đề Lời Nguyền. Quý vị yêu thích Trần Phùng thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Trần Phùng nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để ở phần mô tả video. Đừng quên trong quá trình nghe truyện hãy ủng hộ cho Thi bằng cách like, share và nhấn đăng ký kênh nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Lời Nguyền, tác giả Trần Phùng. Một chiều đầy nắng của Sài Gòn, Trinh, một cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo, ánh mắt lưỡng lự nhìn vào một bệnh viện phụ sản Hòa Lãm. Chần chừ mất nửa ngày, cô ta mới tiến vào. Ngồi trước vị nữ bác sĩ, cô ta lạnh lùng nói: "Tôi muốn phá thai." Cùng lúc đó, tại một quán cơm nhỏ trước trường đại học của Sài Gòn, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Hiện giờ đang là giờ trưa, giờ cao điểm của những quán cơm sinh viên, nên không khí ở đây cũng vô cùng tấp nập. "Sơn à, cơm cá kho tổ này của bàn nào mày đem ra đi mày?" Tiếng quát tháo của bà Liên chợt làm cho cô gái trẻ giật mình, vội bỏ dở việc lau bàn. Sơn nhanh chóng đi đến chiếc tủ kính nơi mẹ cô đứng, đón lấy dĩa cơm trong sự hối thúc. "Lẹ làng lên coi, nay mày làm cái gì mà lề mề vậy?" Bà quắt đôi mắt bén ngót nhìn cô con gái, rồi nhanh chóng quay sang người thanh niên đứng phía sau. "Con trai ăn gì con?" Trong lúc mẹ mình đang lơi là chú ý, Sơn nhanh chóng lủi đi với phần cơm trên tay. Nhưng xui xẻo thay, chủ nhân của món ăn này dường như chẳng còn chút ấn tượng nào trong đầu cô nữa, nên đành cất tiếng hỏi lớn. "Cho em hỏi hồi nãy ai kêu cơm cá kho hả?" Một cánh tay giơ lên, Sương cười tươi vội chạy tới. Song bất ngờ, một cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng đã lập tức ngăn lại nụ cười trên môi của cô. Tiếng đồng khang của cô cất lên, ngay sau đó là ánh nhìn của đám đông cũng đồng thời chĩa vào cô như một quy luật. Cô gái trong bộ dạng mệt mỏi cố gắng che miệng của mình, nhanh chóng đặt đĩa thức ăn xuống bàn của khách. Chỉ chờ có thế, Sương vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dĩ nhiên bấy nhiêu hành động đó không sao lọt khỏi tầm nhìn của bà Liên, mẹ cô. Bà gọi một người phụ việc đến thay thế chỗ của mình, rồi nhanh chóng cởi phăng cái tạp về, đuổi theo cô con gái. "Mở cửa ra coi, Sơn." Tiếng đập cửa thô bạo của bà chen nhau với từng âm thanh nôn ọe của Sương trong nhà vệ sinh. Thấy vẫn chưa đủ hỗn độn, bà Liên tiếp tục quát tháo. "Mày mở cửa ra cho mẹ coi, Sương." Cuối cùng, để chấm dứt chuỗi tra tấn ấy, Sương đành mở cửa cho mẹ chứng kiến toàn bộ thảm cảnh mà cô gây ra. Bồn rửa mặt xộc lên một mùi chua loét tanh tưởi. "Mày bị trúng thật hay sao?" Bà Liên dò xét từng cử chỉ của con gái sau khi đột ngột hỏi. Sương không trả lời, hay nói đúng hơn là cô chẳng còn sức để làm việc ấy. Mắt nhắm nghiền, tay cô bám trụ vào bồn rửa mặt. Sương khẽ khẽ gật đầu. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, một cú tát như trời giáng đã suýt khiến cô ngã nhào. "Mày nói láo, mày có bầu với thằng nào? Nói." Con không có." "Vậy mắc gì á, mày nghe mùi cá là mày mắc ói. Tao để ý từ sáng tới giờ rồi, chứ không có phải mới đây." Con bị trúng thực." Cô run rẩy lắp bắp, cố gắng viện cho mình một lý do thuyết phục nhất.
Nhưng không, bằng sự độc đoán từ bao lâu nay, bà Liên vẫn một mực bắt cô thừa nhận cho bằng được. Tao hỏi mày lần cuối, mày có bầu với thằng nào? Con không có. Bà ta bước chân đặt lên ngưỡng cửa phòng vệ sinh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đừng có để tao lôi mày đi tới bệnh viện. Của thằng nào? Nói. Con mày đừng có nói với tao mày không nhớ là của thằng nào, nghe chưa? Dạ, của anh Phú. Ánh mắt bà căng ra đầy kinh ngạc, bởi cái tên ấy vốn dĩ cũng đâu phải ai xa lạ. Phú là đứa cháu họ vừa mới đi du học về của bà Tâm, chỗ quen biết thân tình với bà Liên. Cách đây vài tháng, bà và Sương có qua thăm nhà bà Tâm vài lần do bà phải nhập viện. Trong những lần ấy, Sương và Phú có chạm mặt nhau, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ rằng cả hai sẽ xảy ra mối quan hệ kiểu như thế này. Có chút nhẹ nhõm vì dẫu sao gia cảnh của nhà Phú cũng khá có tiếng tăm, lại thêm việc anh ta là sinh viên du học từ nước ngoài trở về, chắc chắn lấy Phú không phải là một lựa chọn tồi. Nhưng nói là thế, nhưng chưa chồng mà chữa vẫn khiến cơn điên trong bà dâng trào. Bà Liên dự định dò hỏi con gái thêm vài chuyện thì bất thình lình người phụ việc đã vội vã chen ngang. Cô Liên ơi, hết cơm rồi cô. Mục tiêu chú ý của bà liền chuyển sang công việc kinh doanh. Nhờ đó, bà để yên cho Sương trở về phòng nghỉ ngơi. Song thực chất, bà chỉ đang treo trên đầu cô một cái án tử chờ đến lúc hành hình. Quay lại nơi bệnh viện Hòa Lãm, giọng của bà Dung, nữ bác sĩ lại vang lên. Thai của cô được 8 tuần rồi. Cô có suy nghĩ lại không? Nếu mà cô phá thai nhiều lần đó, thì sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này đó. Trinh nằm trên bàn mổ, lắng nghe thông báo của bà Dung mà chẳng có biểu hiện nào, dù cô chỉ nhắm hờ mắt. Cô tỏ ra khó chịu, lạnh lùng nói. Mất thời gian quá, tôi muốn xử lý cái thai trong ngày hôm nay. Là cô chọn đây nha. Bà Dung khẽ thì thầm. Trong lúc bên ngoài những người y tá và bác sĩ cũng đã chuẩn bị dụng cụ mổ xong xuôi, thuốc gây mê được tiêm vào trong cơ thể của Trinh dần có tác dụng. Chúng dịu dàng và nhẹ nhàng đưa cô ta từ từ tiến sâu đến ranh giới của mơ và thực. Hư và ảo khiến Trinh mơ về những ngày tháng yên bình trước kia, thỏa sức ăn chơi bay nhảy. Cho đến khi bên tai cô nghe thoang thoảng chút mùi hương khá đặc biệt, đi kèm theo đó là một lời thì thầm. Khi cô giết chết đứa bé của mình bằng sự nhỏ nhen ích kỷ, nó sẽ trở về để đòi lại sinh mạng đã mất, dù cho chỉ bằng một mảnh thi thể. Giọng nói ấy liên tục gieo vào não bộ của Trinh, từng chút một, cho đến khi cô ta dần thở ra đều đặn và không còn hay biết. Vài ngày sau, giọng bà Liên vang lên chát chúa từ bên kia điện thoại. Dù âm thanh hỗn tạp từ phố phường dội ra có lớn cách mấy, cũng không sao át đi được giọng điệu kinh khủng của bà. Đã có chữa quan rồi mà bây giờ còn dám xách đồ bỏ nhà theo trai nữa hả con mất dạy? Mày về đây liền cho tao. Sương bật khóc méo máu. Hành động cùng những lời nói của bà dù đã được cô dự đoán trước, nhưng đã là sát thương thì dù không đau vẫn rỉ máu như thường. Con xin lỗi, con không có mặt mũi nào nhìn mẹ. Con sẽ tự giải quyết chuyện này một mình. Mẹ đừng... Được, mày chết đâu thì mày chết khuất mắt tao, nghe chưa? Mà tao nói cho mày biết, chết làm sao đừng có để người ta biết được mặt mũi nhà cửa thân thế của mày. Đừng có để phiền tới tao, mày nghe chưa? Và nghiễm nhiên, một tràng những âm thanh tắt ngấm của đường truyền tín hiệu lại vang lên. Lạ quá,
cô đã mong rằng bà Liên sẽ buông tha cho cô. Nhưng khi bà chính thức nói ra những lời ân đoạn nghĩa tuyệt, thì chính cô lại là người đau lòng. Bản tin 24 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2012 với các bản tin như sau. Tiếng âm thanh từ chiếc tivi trong căn nhà gần đó làm cho Sương bất giác, khẽ chú ý. Hình ảnh một gia đình quay quần bên mâm cơm xem thời sự không khỏi làm cho cô chạnh lòng. Dù nhà cô là cả một quán cơm lớn, nhưng thật nực cười, các thành viên trong gia đình cô chưa bao giờ có một bữa cơm trọn vẹn. Bà cổ Sương đã bỏ nhà ra đi cùng một người phụ nữ khác khi cô chưa tròn 10 tuổi. Anh trai ít khi ở nhà vì phải thường xuyên tụ họp vào đàn đúm với đám bạn hút chích của anh ta. Việc nhà thường Sương và bà Liên sẽ phải đảm nhận hết thảy. Nhưng nói chung, Sương vẫn là người cán đáng hầu hết mọi việc thay cho mẹ. Chả trách cô khi quyết định bỏ nhà ra đi, bà Liên lại tỏ ra phẫn nộ như thế. Tiếp theo là phần tin tổng hợp. Hôm qua, ngày 24 tháng 10 năm 2012, công an thành phố đã phát hiện một thi thể nữ giới nằm chết trong căn hộ riêng tại quận 3. Danh tính của nạn nhân được xác định tên là Hoàng Thùy Trinh, 28 tuổi. Thi thể đã có dấu hiệu bị phân hủy nặng. Nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ pháp y cho biết, bên trong cơ thể của nạn nhân, nhiều bộ phận có dấu hiệu bị ăn mòn như tim, gan, ruột non. Xung quanh hiện trường không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay là xô xát. Rất có thể đây là một vụ tự tử. Hiện thông tin trên vẫn được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Sương ngồi đó, mặc cho những âm thanh ra rã của chiếc tivi vẫn đeo bám. Nhưng lúc này cô không còn chút tâm trí nào nghĩ đến việc khác, kể cả đó có là một vụ giết người đẫm máu hay tận thế đi chăng nữa. Suốt cả ngày hôm nay, cô không sao liên lạc được với Phú. Nhưng ngoài cách gọi điện vào số máy kia thì cô không biết tìm anh ta ở đâu. Những lần hẹn hò trước, khi thì Phú dắt cô đi các trung tâm thương mại, khi thì công viên hoặc sang nhà bà Tâm, dì của anh ta. Nếu Phú có ý định quất ngựa truy phong thì biểu hiện đó chính xác là một sự đề phòng đầy toan tính. Tiếc là Sương không nghĩ như thế. Một đứa con gái 19 tuổi, gia cảnh không khá giả và thậm chí còn chẳng học hết cấp 3 thì làm sao rõ được chiêu trò của những gã sở khanh có học thức bài bản. Anh nghe được Sương ơi. Giọng của Phú cất lên trong sự mừng rỡ đến rơi nước mắt của cô. Anh Phú, em bỏ nhà đi rồi, anh tới đón em được không? Sao lại bỏ nhà đi? Em cãi lộn với mẹ hả? Mẹ em biết chuyện em quen anh rồi. Một chút im lặng, cầu kéo cuộc nói chuyện ra thêm vài giây. Thì sao đâu, tụi mình lâu lâu gặp nhau là được mà. Mẹ cũng biết chuyện em có thai với anh rồi. Lần này, Phú im lặng lâu hơn. Thậm chí còn đủ khiến cho một người kiên nhẫn như Sương phải sốt ruột. Phá nó đi. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên trong sự hụt hẫng đến tận cùng của Sương. Như không tin vào tai mình, cô cố gắng ngắm thật lâu vào màn hình điện thoại. Dĩ nhiên, dù có tự huyễn hoặc bản thân đến mức hoang tưởng, thì sự phụ bạc của Phú đã là điềm báo từ trước. Vài ngọn đèn đường vụt sáng báo hiệu cho Sương biết rằng trời cũng đã về tối. Cô lê từng bước nhỏ dưới chân cầu, vác theo chiếc ba lô với vài bộ đồ mà chưa thể xác định được sẽ trú thân ở đâu. Nhà trọ nào cho vừa đủ với số tiền 500 ngàn trong túi của cô chứ? Rồi ăn uống làm sao? Và khẩn cấp nhất bây giờ chính là chuyện phải giải quyết cái bào thai trong bụng thế nào. Phá bỏ nó chính là điều cô chắc chắn. Nhưng chi phí và cách thức thế nào thì quả thật Sương chưa từng hình dung được. Em gái! Chiếc xe máy được điều khiển
bởi một người đàn bà khoảng độ 30, tóc vào cạnh sườn. Mặc bộ đồ thun ngắn với chiếc áo hai dây thiều hòa cùng mùi dầu thơm sực nức, bà ta nhanh chóng khiến sườn dừng bước. Em ở dưới quê mới lên hả? Đi học hay đi làm? Dạ không, nhà em ở bên chợ cầu á chị. Người đàn bà hững đi trong vài giây, rồi nghe tấp lự lấy lại được nụ cười tươi rói. Chỉ vào chiếc ba lô Sương đang mang, bà ta ân cần hỏi han. Rồi làm gì tay xách nách mang đồng đề vậy? Em bỏ nhà đi. Ồ, em tính đi đâu? Cái lắc đầu của Sương như mở ra trong lòng người đàn bà một cơn hưng phấn tột độ. Vậy đi theo chị đi, chị kiếm chỗ cho mà ở, kiếm chỗ làm cho em luôn. Dĩ nhiên, sự tử tế quá mức bất thường khiến cô không khỏi nghi ngờ. Nhưng cuộc đời cô đâu còn gì để mất. Nó thối nát đến độ Sương không có ý định tìm cách để gột rửa, chỉ bằng cứ nương theo sắp đặt số phận cho xong. Không chần chừ, cậu leo lên chiếc Honda của người đàn bà, cứ vậy rong ruổi qua từng nẻo đường. Mọi thứ lướt qua trước mắt cô theo một cách đầy hờ hững. Nhưng rồi khi cô ngước nhìn lên một ngôi nhà hai tầng dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ban công, cô bỗng thấy có một thứ gì đó đang chễm chệ trên lan can. Nó chuyển động một cách chậm chậm, song vẫn đủ ma lực nếu kéo ánh nhìn của Sương. Sương muốn hét lên, bởi cô khẳng định đó là một cái cẳng chân người với làn da trắng ẩn, tái nhợt, liên tục đông đưa trong không trung. Sương á khẩu, cô hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể trân tráo nhìn vào cảnh tượng kỳ dị kia dần dà khuất xa khỏi tầm mắt. Phải đến khi đi qua một đoạn, cô mới bình tĩnh trấn an bản thân. Chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng hoặc do cô hoa mắt mà ra. Nếu nó tồn tại ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế, dễ gì chỉ có mỗi cô nhìn thấy. Đúng, Sương cố xua đi cái cảm giác lo sợ đang trực trào nơi lồng ngực, nhất là khi chiếc xe Honda đã chở cô đi vào trong một con hẻm nhỏ gần xóm lao động nghèo. Cuối cùng người đàn bà dừng lại trước một căn nhà cấp 4 có vẻ khá lụp xụp. Bên ngoài chiếc cổng được vắt ngang vắt ngửa, những tấm bao bố đã sờn rách. Có vẻ như chúng đang được thay thế cho một chiếc hàng rào giúp hạn chế tầm nhìn của những người xung quanh cũng nên. Vô nhà đi em. Người đàn bà tươi cười, nắm tay dắt Sương đi vào bên trong không gian tối tăm, được thắp bằng vài chiếc bóng đèn cà na đỏ. Chẳng cần cơn gió nào, bấy nhiêu cũng đủ khiến cho da gà của Sương liên tục trỗi dậy như khởi nghĩa. Đây là... nhà chị đó. Người đàn bà xoay lại thuyết minh, trước khi mở cửa một căn phòng và chỉ tay về phía hai người phụ nữ bên trong. Một người đang ngồi nơi bàn trang điểm, tô trát thứ mỹ phẩm có mùi hăng hắc lên mặt. Người còn lại vẫn nằm trên giường, với phần thân lõa lồ, khó chịu vùi mình vào chiếc gối ôm sau khi đảo mắt nhìn thấy Sương. Đây là Diễm My, ở đây là Tú. Từ bữa nay em cứ ở trong phòng này với hai chị ấy ngang. Em ở đây hả? Sương ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ thó, chưa đến 20 mét vuông, với vô số đồ đạc chất lởm ngởm mà không khỏi lo lắng. Chứ không lẽ em đòi ở khách sạn năm sao hả? Người đàn bà vẫn cố tỏ ra dịu dàng, dẫu thứ ngôn từ bà ta tuôn ra không giống lắm. Dạ không, em ở đâu cũng được ạ. Thôi em ở tạm đây đi. Nhà chị đàn bà con gái không à, đừng lo. Rồi mai chị tìm việc cho em làm, để mà nuôi thân, hen. Nói xong, bà đập nhẹ lên vai Sương vài cái để trấn an, rồi nhanh chóng bỏ đi đâu đó. Để đồ đây nè em gái. Người phụ nữ đang ngồi ở bàn trang điểm ân cần hướng dẫn Sương nơi để chiếc ba lô trước khi tiếp tục hí hoái cây son môi. Biển, chỗ đó của tao.
Người nằm trên giường kéo gối ôm ra khỏi mặt, lẩm bẩm quát tháo khi thấy Sương đang định ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần đó. Dĩ nhiên, với thân bận bọt bèo của mình, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xổm dưới đất. Mày làm quá em nó sợ giờ á. Gái, lên niệm ngồi. Cô gái ngồi trang điểm với chất giọng ngọt ngào, rặt năm bộ, tạo cho Sương cái cảm giác an toàn, khác hẳn thái độ của người kia. Nhưng dẫu gì thì họ cũng là người xa lạ, trong lòng Sương không khỏi dấy lên chút mất tự nhiên. Em tên gì cưng? Dạ em tên Sương. Chị là Diễm My, nhỏ là Tú. Em từ đâu tới? Dạ nhà em ở gần chợ cầu á. Dữ không? Quá ra em là người Sài Gòn hả? Sương khẽ gật đầu. Nghe cách nói của họ, dường như thứ gốc gác này cũng dễ khiến người ta tự hào lắm. Rồi đó giờ em làm đâu mà giờ qua đây? Em làm ở nhà. Chỉ My giật mình. Cô dừng lại trong khi bệt phấn vẫn còn nguyên trên mặt. Làm nhà là sao? Ủa, bộ nhà em là nguyên ổ chứa hả? Dù cho ngờ nghệch cách mấy thì Sương cũng nhận ra dường như đang có một sự hiểu lầm trầm trọng. Dạ đâu có, nhà em bán quán cơm mà. Sao chị nói gì lạ vậy? Cuộc đối thoại của cả hai khi này đã thu hút sự chú ý của Tú. Cô nàng liền ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi. Bà Tám mới đưa mày về đây. Rồi bà có nói với mày chỗ này là chỗ nào không? Nhìn thấy cái lắc đầu cùng gương mặt ngơ ngác của Sương, Tú như bị châm vào não một cơn điên tiết. Cô ta lao xuống giường mặc áo cho ngay ngắn, rồi nắm tay Sương lôi đi. Mày ăn cái gì mà mày ngu vậy? Người ta đem mày vào động đỉ cũng không biết. Tú đẩy Sương ra khỏi cửa, trong khi cô vẫn còn đang như trong một giấc mộng chưa thể thoát ra. Chị nói vậy là sao? Động. Cái con mẹ Tám lừa mày đó con ngu à? Mày biến khỏi đây đi, không mày si đa chết mẹ mày bây giờ. Nghe những lời dọa nạt ấy, Sương không khỏi run rẩy sợ hãi. Cô níu lấy một góc cổng cùng với vẻ mặt đầy hoang mang. Tú lại từ trong nhà bước ra, lần này trên tay cô là chiếc ba lô của Sương. Ném nó lăn lóc trên đất, Tú cảnh cáo thêm. Mai mốt ai kêu chở đi đâu, mày làm ơn mày khôn ra giùm tao một cái. Con gái còn lứa, ngu cái gì mà ngu thấy sợ à? Nói xong, cô ta liền quay vào trong. Nhưng bất ngờ, một cú tát như trời giáng vào mặt đã khiến cô gục ngã. Bà Tám, người đàn bà đã chở Sương đến đây, chính là chủ nhân của hành động bạo lực ấy. Mẹ mày cái con bao đồng, ai mượn mày cứu nhân độ thế vậy? Bà ta túm lấy tóc của Tú, rồi gằn lên từng chữ. Bộ dạng vui vẻ nói cười lúc gặp Sương đã hoàn toàn biến mất. Bà là cái đồ thất đức. Con nhỏ mới bậy lớn mà bà dụ dỗ nó như vậy hả? Dù đang trong tình thế không thể kháng cự, Tú vẫn tuyệt biểu hiện nỗi căm phẫn ấy trước mặt người đàn bà thâm hiểm. Ai dụ dỗ nó? Nó kêu nó không có chỗ để đi, không có tiền để ăn, không có việc để làm, thì tao kiếm cho nó. Tao tốt vậy thôi chứ. Bà giúp nó hay để cho nó làm đĩ giúp bà làm giàu? Một cái tát tay nữa được giáng vào mặt của Tú. Dù rằng cô đủ khả năng đỡ nó, nhưng cô chẳng làm thế. Mày mà nói một tiếng nữa mày khỏi có khách, lúc đó mày chết đói rồi á thì mày mài chữ trinh ra mà ăn nghe con. Đỉnh điểm của sự giày vò, bà ta xô Tú nằm lăn quay trên đất, còn tiện chân giáng cho cô vài cái đạp vào bụng. Dẫu vậy, Tú chẳng chút gì lấy làm đau đớn. Gương mặt cô toát lên một sự lạnh lùng đến chai sạn. Còn mày, đi vô trong. Bà ta tiến tới chỗ Sương đang run rẩy, vất tay ra lệnh cho cô. Tôi không vô đó đâu. Mày muốn tự đi vô hay mày để tao lôi mày vô? Bà ta tóm lấy tóc của cô mà chẳng hề chút phản kháng nào.
Sương như một loài sinh vật mẫn cảm đến tội nghiệp, chỉ biết co rúm và khóc lóc. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng Tú lao đến xô bà ta ra. Con quỷ già khốn nạn, thức đức! Cô giơ tay bóp lấy cổ bà Tám trong cơn tức tối. Mặc cho bà ta giãy giụa, Tú không hề có ý định buông tha. Có vẻ như hành động này không phải chỉ với mỗi mục đích cứu nguy cho Sương. Đã đâu ra? Bà đừng có mà mơ. Thứ súc sinh như bà chết sớm chừng nào đỡ hại người chừng đó. Tú, mày khùng hả? Chết người đó. Diễm My từ trong nhà đi ra, hớt hải chạy đến can ngăn. Thời khắc đó cũng là lúc Tú hành hạ thỏa thê người đàn bà. Cô buông tay ra và đứng dậy. Song bà Tám vẫn cứ nằm im lìm trên đất, toàn thân run rẩy. Biểu hiện ấy làm cho tất cả mọi người đều rất lo lắng, nhất là Tú. Cô sợ rằng mình đã lỡ tay làm cho bà ta chết. Tú đá nhẹ vào chân của bà ta, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đáp trả. Lúc này Tú và Diễm My liền đi tới gần để kiểm tra, thì thở phào nhẹ nhõm. Mắt bà ta vẫn còn cử động, thậm chí nó còn đang ướt đẫm như đang khóc. Cả hai dẫu có chút khó hiểu, nhưng ít nhất họ cũng phải làm sao cho bà ta ngồi dậy. Nhưng hoàn toàn không thể. Cả người bà nặng như đeo chì. Bỗng nhiên mọi người chú ý trong khoang miệng của bà ta có một thứ gì nhung nhúc bên trong, khiến cho cả hai bên má căng lên, nổi cả những sợi gân máu. Chưa kịp phán đoán, khóe miệng của người đàn bà dần dần giãn ra, cuối cùng bị xé toạc ngay trước mặt cả đám người. Bên trong lỗ hổng nhầy nhụa, chứa đầy máu tanh và những chiếc răng rơi rụng lổn ngổn. Sau đó, một bàn chân cỡ người lớn liền trồi ra khỏi cơ thể bà Tám một cách kinh dị. Tiếp theo đó là một bên chân còn lại. Gương mặt của bà bây giờ như một lỗ cống bị bết máu. Một sinh vật gớm ghiếc với phần thân dưới là hình dạng một người phụ nữ dần dần được lộ diện trong tiếng hét thất thanh của cả ba người trước mặt. Cả ba người thay phiên nhau chạy tán loạn. Tú dự định kéo tay Sương vào lại bên trong nhà chứa, còn Diễm My lao ra ngoài đường. Nhưng sinh vật dị hợm kia đã phóng lên trước, chắn ngay trước mặt cô. Và không đợi Diễm My kịp phản ứng, nó liền lập tức giơ chân lên đạp cô ngã nhào. Chưa hoàn hồn, sinh vật gớm ghiếc kia đã liên tục dùng chân đạp vào mặt cô. Cô chống đỡ bằng hai cánh tay, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng gãy lìa sau đợt tấn công của con quái vật. Rồi tiếp theo đó, từng cú đạp như thể hàng ngàn con voi đang lao vào giày xéo cùng một lúc. Cứ thế, sau mỗi tiếng bôm bóp lại có chút âm thanh nhớp nháp của nội tạng, máu me từ cơ thể cô gái xấu số vang lên, bóp nghẹt trái tim của Sương và Tú, những người không may mắn kẹt lại ở bên trong. Hàng loạt tiếng thét thất thanh bỗng nhiên cất lên ngay sau lưng, làm cho Sương và Tú giật bắn mình. Từ trong những căn phòng tăm tối, các cô gái đang hoảng hốt chạy ùa ra. Có người còn chẳng kịp mặc quần áo, có người dường như đang bị thương, máu me khắp cơ thể. Có chuyện gì vậy? Tú liền chặn lại một người để hỏi dò. Quỷ, có quỷ, nó giết chết con Thắm rồi. Sự sợ hãi tột cùng khiến người đó nói trong tiếng nấc nghẹn. Rồi cứ thế, cả đám lũ lượt chạy ra bên ngoài. Khi này sinh vật kỳ dị nửa thân người kia đã biến đi đâu mất. Sương và Tú cũng vội vàng theo chân họ. Nhưng sự tò mò không sao làm cho Sương giấu đi cái nhìn về phía ngôi nhà, nơi mà từ trong bóng tối có một cánh tay kéo dài tới bả vai dần dần được lộ diện. Khoảng cách không quá xa để Sương nhận ra nó đang bò trên nền đất bằng những chiếc móng nhọn hoắt của mình. Tuy nhiên khi tới ngưỡng cửa của căn nhà, nó lại đột ngột biến mất ngay trước mắt cô.
Thấy Sương cứ đứng trơ ra, Tú liền lớn tiếng thúc giục. Chạy đi, muốn chết hả? Tuy trước đó cô ta không hề tỏ ra dễ chịu với sự xuất hiện của Sương, nhưng từ nãy đến giờ Tú chưa bao giờ buông tay cô ra. Vì lẽ đó Sương toàn tâm toàn ý đi cùng với Tú, dù cho thực sự biết rằng cả hai sẽ đi đến đâu. Tối nay mày ở tạm chỗ này đi. Tú và Sương đứng trước một căn nhà ọp ẹp nằm ở dưới gầm cầu. Mỗi khi bất thình lình có cơn gió nào đi ngang qua thì một mùi xú uế sẽ ngay tức khắc tràn vào khoang mũi của Sương, khiến cô không khỏi cảm giác nôn ọe. Mày có bầu hả? Nhìn cái bộ gió của mày là biết bị cha má đuổi đi rồi chứ gì. Sương bây giờ mới ấp úng nói. Em trễ kinh gần 2 tuần rồi, nghe mùi cá tanh là mắc ói à. Tú nhìn Sương với đôi mắt đầy lo lắng, xen lẫn cảm thông, rồi vỗ vai động viên. Ngày mai tao dắt mày đi khám coi làm sao. Em muốn phá nó thì có đau không chị? Câu hỏi đột ngột của Sương khiến người đối diện khựng lại. Qua ánh đèn dầu vừa được Tú khơi lên, Sương nhận ra đôi mắt của cô long lanh quá đỗi. Mày muốn bỏ nó hả? Chỉ chờ có thế, cơn sóng cao ngất trong lòng Sương lập tức đánh úp đi bức tường cảm xúc. Cô bật khóc nức nở. Cha của nó không cần nó chị ơi. Em sợ em không thể nuôi nổi nó. Em sợ lắm. Những âm thanh bi lụy ấy làm cho Tú mũi lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Sương, vuốt ve mái đầu đầy thổn thức. Cha nó không cần á thì em cũng phải cần nó chứ. Con cái chẳng thể có quyền lựa chọn được sinh ra trên đời. Nhưng mà em thì có đó. Em phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà em đâu có biết về mấy cái chuyện này. Em không nghĩ có bầu lại dễ vậy. Câu trả lời của Sương không khỏi khiến cho Tú bật cười. Coi như đây là bài học cho mày đi. Tú liếc nhìn bộ dạng khổ sở của Sương. Thoạt nhìn, người ta hẳn sẽ nghĩ Sương đang bị giáo huấn hoặc tệ hơn thế. Rồi có đói bụng không? Tú lại hỏi và chờ đợi phản ứng của người đối diện. Cái lắc đầu của Sương đang phản bội lại những âm thanh ồng ọc nơi dạ dày. Không ăn thì lấy đâu sức nuôi em bé? Tú hằng học đứng dậy, rồi căn dặn Sương ở yên tại đây trong lúc chờ cô đi mua thứ gì đó cho hai chị em ăn lót dạ. Dĩ nhiên Sương không sao từ chối được hảo ý đó. Dù rằng ít nhiều cô vẫn hoài lo lắng cho Tú, không lý do nào khác ngoài nỗi sợ hãi thứ sinh vật gớm ghiếc mà cả hai vừa chạm trán. Hàng loạt câu hỏi luôn được cô đặt ra. Sinh vật ấy là gì? Chúng có thể thoát ẩn thoát hiện và không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng ngược lại, với những kẻ đã chạm trán với chúng thì không một ai nhận lấy kết cục tốt đẹp. Cô nhớ lại tin tức chiều nay mình vô tình nghe thấy trước một ngôi nhà. Thi thể đã có dấu hiệu bị phân hủy nặng. Nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ pháp y cho biết bên trong cơ thể của nạn nhân nhiều bộ phận có dấu hiệu bị ăn mòn như tim, gan, ruột non. Phải chăng chúng đã ẩn nấp bên trong cơ thể con người, gặm nhấm những cơ quan nội tạng và chờ ngày phá kén chui ra? Nhưng chúng rốt cuộc sinh ra từ thứ gì? Một loại ký sinh, dung, bọ hay một bào thai? Sương bất giác hướng mắt xuống bụng. Nơi đó cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của một sinh linh. Chỉ là cô không chắc nó có phải là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, hay cũng giống như loài quỷ ma dị dạng ngoài kia. Đột nhiên bên ngoài bỗng có tiếng hét thất thanh của Tú. Không một giây nghỉ ngợi,
Sương lập tức đứng bật dậy, lao ra con đường đất dẫn vào nhà. Cô nhìn thấy Tú đang trong cơn vật vã, tay ôm lấy bụng của mình, miệng không ngừng la hét trong tuyệt vọng. Chị Tú à, chị bị sao vậy? Số thức ăn được Tú mua về đã bị hất đổ tứ tung. Chị đau quá, cứu chị đi, có cái gì đó, có cái gì đó muốn. Cơn đau đã hoàn toàn chen ngang vào câu nói của Tú. Cô gào thét, túm lấy mọi thứ trong tầm tay, chỉ để phần nào giải tỏa được cảm xúc. Tuy nhiên chúng vô tác dụng, hệt như tình cảnh của Sương bây giờ. Quả đúng như Tú nói, ở phần bụng của cô có một thứ gì đó liên tục trồi sụt không ngừng. Sau mỗi lần da bụng cô căng ra, những sợi gân máu nổi lên chằng chịt, thì nó lại khiến cho Tú đau đến sức cùng lực kiệt. Sương không biết làm gì ngoài việc ôm ghì lấy Tú và gào thét kêu cứu. Bản tính yếu nhược mà bà Liên đã rèn giũa bao năm, bây giờ đang thành trở ngại lớn nhất đối với chính con gái của bà. Dẫu cô có cầu cứu khẩn thiết đến cỡ nào, những nhà gần đó đều im hơi lặng tiếng. Sương lại trong vô thức ôm chặt Tú hơn nữa, đến độ các chuyển động bên trong cơ thể Tú Sương đều có thể cảm nhận được. Chiếc bụng căng đầy của Tú áp sát vào bụng của Sương, nơi đang lưu giữ một mầm sống nhỏ bé. Nhưng lạ ở chỗ, sau mỗi lúc mức độ phản ứng của cơ thể Tú lại dường như tiết chế lại, và chỉ sau hơn 10 phút, bụng cô không còn chút dấu hiệu của thứ sinh vật kia nữa. Tú cũng vì đó mà thở phào nhẹ nhõm. Chị có sao không? Sương lo lắng hỏi hàng Tú, nhưng có vẻ cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để hồi đáp lại một ai đó. Khẽ lắc đầu, nhắm nghiền mắt, Tú ngã đầu vào lòng của Sương. Mãi một lúc, khi đã lấy lại bình tĩnh, cô mới gượng dậy. Chị không sao. Chị có thấy tụi nó không? Tú hơn ánh mắt đầy khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía Sương. Em có nghe trên tin tức, cũng có người chết giống như bà Tám. Hình như cái thứ mà mình nhìn thấy á, nó sẽ ở trong cơ thể người. Rồi nhận thấy sự hoang mang hiện lên trên gương mặt của Tú, Sương chần chừ không dám nói cho trọn câu. Kể cả có thế, cô cũng không dám tưởng tượng được thảm cảnh sẽ diễn ra với người bạn mới quen. Điều ấy là vô cùng tàn nhẫn với chính cô. Em nghĩ trong người chị cũng có thứ đó. Bất thình lình, một cơn đau khủng khiếp đột ngột kéo đến nơi khoang bụng của Sương. Nó khiến cô ngã gục trước sự kinh hãi của Tú. Giống như trường hợp của Tú, cô cảm thấy bên trong cơ thể mình, từng tế bào, cơ quan nội tạng như đang bị bàn tay ai đó túm lại và vặn xoắn không ngừng. Cơn đau kia chưa dứt thì cơn đau khác lại tiếp nối, không cho cô ngơi nghỉ. Trước tình cảnh ấy, Tú phải cố gắng lấy hết sức bình sinh thốc Sương lên trên vai mà dìu cô đi. May sao có một chiếc xe máy chạy về phía hai chị em. Vừa bắt được vàng, Tú nhanh chóng nài nỉ người đàn ông chở giúp Sương đến bệnh viện gần nhất. Dù ban đầu khá quan ngại khi đối mặt với hai cô gái ngay trong đêm, nhưng người đàn ông tốt bụng nọ vẫn đồng ý giúp đỡ. Trên chiếc Honda tồi tàn cũ kỹ, bóng đèn còn chẳng tỏ bằng ánh trăng trên đỉnh đầu, cả ba người nhanh chóng lao đi vun vút hướng về phía bệnh viện gần đó. Bệnh viện Hòa Lãm đến nay đã mở được hơn 10 năm. Ban đầu nơi đây vốn chỉ là một phòng khám tư nhân do một bác sĩ có tiếng tăm đảm nhiệm. Sau đó nhờ ăn nên làm ra, người này đã dần dà mở rộng thêm quy mô của phòng khám, từ đó biến nó trở thành một bệnh viện phụ sản hoành tráng như hiện nay. Nhưng dẫu là thế, thỉnh thoảng lại có vài lời đồn đại không hay rằng tại đây xuất hiện một lời nguyền.
rằng nếu 10 người phụ nữ đi khám tại nơi này thì sẽ có ít nhất 1 đến 2 người chết bất đắc kỳ tử sau đó vài năm. Dĩ nhiên, một câu chuyện cũng khiến cho nhiều người bật cười vì sự nhảm nhí của nó. Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, diễn biến có vẻ chẳng còn nằm ở lời đồn đại hay phỏng đoán nữa. Con nhỏ Thanh Trinh hình như là chết rồi thì phải. Bác Dung, bác có biết không? Người nữ y tá quay sang trò chuyện cùng người bác sĩ, trưởng khoa sản. Trong lúc bà còn mải mê nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi mặt. Cô ta nói rằng mình không hối hận kia mà. Nhưng mà cô ta chết thê thảm. Tới nỗi á, báo chí còn... Bà Dung giơ tay chen ngang vào những điều cô nàng đang luyên thuyên, đồng thời đóng nắp chiếc gương lại. Đời này có vậy ắt có trả. Cuối cùng thứ trường tồn dường như vĩnh hằng, chỉ có nhân quả. Nói rồi bà đứng dậy, bước trở lại phòng làm việc, trước đôi mắt ái ngại của cô y tá đứng ở quầy tiếp nhận thông tin. Con mẹ điên, ở bệnh viện mà còn hơn ở chùa đó. Nhân quả quả. Một nam bác sĩ từ đâu bỗng xuất hiện, đi kèm theo đó là hàng loạt cái nhìn cực đoan về phía bà Dung. Bác sĩ Dung cũng lớn tuổi rồi, bác Khánh nói vậy thì em thấy không hay á. Cô y tá, người thường xuyên đứng trực ở quầy tiếp nhận tên là Lam, là lứa học trò của bà Dung, nên dĩ nhiên cô không mấy thiện cảm với những lời nói khó nghe của Khánh. Dĩ nhiên, anh ta cũng biết rõ mối quan hệ của bà Dung và cô. Trong trường hợp này, đó chính là điểm yếu để anh ta đem ra công kích. Em cũng biết bà lớn tuổi rồi hả? Vậy mà bao năm qua cứ ôm lấy cái chức trưởng khoa. Bộ bệnh viện này hết người tài rồi hay sao? Như em nè, cũng học y, mà cuối cùng cũng làm cái chức còn vậy. Bộ em không tức à? Nhận thấy được chút lãnh đạm của Lam, Khánh cũng thôi không mất thời gian nơi cô. Anh ta đến lấy nước ở chiếc bình nóng lạnh gần đó, rồi huýt sáo vui vẻ rời đi, cho tới khi Lam lên tiếng. Bác Khánh cây cứu Bác Dung như vậy, có phải vì Bác Dung đã thuyết phục vợ của Bác Khánh không phá thai phải không? Câu nói của cô làm cho anh ta khựng lại, ly nước trên tay cũng bất giác dao động. Cố giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất có thể, Khánh tươi cười quay đầu lại đáp lời. Kìa em, Bác Dung đã thuyết phục cho vợ anh giữ lại con của anh. Anh không mừng thì thôi chứ. Nếu không có đứa con đó thì bác Khánh có thể dễ dàng ly hôn với chị nhà rồi. Lập tức một sự sượng sùng tràn ngập trên gương mặt gã đàn ông. Khánh lắp bắp chẳng biết nói sao. Cứ như thế lại tạo điều kiện cho Lam thêm hưng phấn. Dạ cô y tá ơi, tụi tôi muốn cấp cứu. Từ phía sau xuất hiện một giọng nói của nữ giới, cộng hưởng với những bước chân có vẻ khá vội vã. Khi Lam nhìn sang thì đó là hai cô gái trẻ, một người có vóc dáng mảnh khảnh nổi bật với mái tóc vàng óng đã chẻ ngọn đôi phần. Cô ta đang ra sức dìu một người phụ nữ ngay bên cạnh. Cô ấy bị sao vậy? Lam lập tức đẩy tới một chiếc băng ca, trong lúc liên tục hỏi han. Em tôi đã bị đau bụng, đau lắm thưa y tá. Nó đang có bầu nữa. Nằm trên băng ca, Sương tóm lấy tay Tú, rồi liên tục giãy giụa la hét. Cho đến lúc Sương được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Tú ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng không ngừng. Tài chẳng thể nào thôi lắng nghe từng hơi thở cách cô cả một bức tường dày cộm. Song mỗi lần Sương ré lên là cô bỗng thắt lại. Nó làm cô nhớ đến lần mình nằm trên bàn mổ, cũng đau đớn và tuyệt vọng như thế. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến bệnh viện này, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây với tư cách không phải bệnh nhân.
Trước đây cô đã từng điều trị tại nơi này một vài lần. Cụ thể là 2 hay 10 lần thì không rõ. Đó có khi lại là hậu quả của việc lạm dụng thuốc gây mê cũng nên. Ở nhà chứa, hầu như chị em nào của cô đều chung một thể trạng như thế. Và hậu quả của những lần nhớ trước quên sau thì sẽ lại có một bào thai mới được thụ tinh. Nơi đây dần trở thành một địa chỉ quen thuộc của cô và những người trong nhà chứa. Nhưng có lẽ từ sâu trong tâm khảm của Tú, cô dường như không bao giờ muốn đến đây một lần nào nữa. Một ngày của năm 2010, khi bầu trời đang quang đãng, bỗng chốc kéo mây đen kịch. Một chiếc xe máy có 2 người đàn bà đã rẽ vào sân của bệnh viện Hòa Lãm. Nếu người đi trước tỏ ra hăng hái tới mức bất thường, thì cô gái đi đằng sau lại dường như rụt rè và e ngại quá đỗi. Người ta để cô gái đáng thương kia lên xe lăn và đẩy vào một căn phòng. Ở đó, một người đàn bà tuổi quá ngũ tuần đã chờ sẵn. Ánh mắt dấy lên chút khinh miệt, nhìn bộ dạng từ đầu cho đến chân của bệnh nhân. Lại là chị à? Người bác sĩ nhìn vào bà Tám, người đã hơn mấy chục lần đưa đến cho bà những ca não phá thai hàng năm. Bà Tám nở một nụ cười tươi, phất tay cố tỏ ra giả lả. Bác Dung nè, bên bác uy tín nên em mới tới đây chứ bộ. Người đỡ bác sĩ chẳng thèm đáp lời, cũng không thèm nhìn bà ta một cái. Thay vào đó, bà hướng ánh mắt sang cô gái đang co rúm trên chiếc xe lăn. Chiếc áo thùng bó sát hớ hên cùng với chiếc quần đùi ngắn cũn không sao làm cho bà mất thiện cảm. Ở người con gái ấy có điều gì đó khiến bà đáng lưu tâm. Vậy em trông cậy vô bác ngang bác Dung. Bà Tám nói rồi nhanh chóng lủi đi. Không gian đã hoàn toàn yên ắng. Bà Dung mới lên tiếng. Mới vào làm hả? Câu hỏi của bà khiến cô gái nọ bỗng chốc trở nên e thẹn, hệt như lần đầu cô thoát y trước một gã đàn ông lạ mặt và đáng tuổi cha mình cách đây vài tháng. Con làm cũng 5 tháng rồi. Quê ở đâu? Bà hướng trọng kính lão nhìn vào gương mặt đỏ bừng kia, trong lúc tay vẫn lọ mọ gõ phím trên máy tính. Con quê ở Long An. Sao lại đi làm cái này? Cô không trả lời, mắt chỉ cúi rạp xuống bên dưới 2 chiếc gấu quần, vẻ tủi nhục. Song đối với bà Dung thì lại khác. Bà ngồi đó, cố đợi chờ một câu trả lời. Con sống trong cô nhi viện. Năm ngoái, con có bỏ chỗ đó để ra ngoài đi làm. Nhưng mà không có ai mướn con. Tới khi con sắp chết đói thì bà Tám tới nhờ. Bổn cổ soạn lại hoài. Câu nói của bà Dung làm cho cô gái chột dạ. Hiểm hoi lắm, cô mới dám nhìn thẳng vào gương mặt của bà. Tôi nói với con mẹ Tám, không có nói cô. Bà xoay hẳn ghế lại. Cô Tú nè, thai của cô được 7 tuần rồi. Đây nè cô nhìn đi, bé đã có tay chân, đã nên hình dáng của một con người. Bà Dung chỉ tay vào tấm phim nhựa siêu âm của Tú và giảng giải cho cô, dẫu rằng Tú chẳng dám nhìn vào đó một lần. Cô có muốn suy nghĩ lại không? So với những đứa trẻ bình thường khác, em bé của cô phát triển khá nhanh và có sức sống mãnh liệt lắm. Không, con sợ lắm. Tú cúi rạp đầu, ánh mắt lảo đảo như những mảng gạch ngay dưới chân mình. Cô không dám tưởng tượng cô sẽ mang thai đi giữa ánh mắt diễu khinh của hàng tá người và đau đớn trong hành trình vượt cạn. Cô sợ chúng nhiều hơn sợ mất đi núm ruột của mình. Nghe tôi đi. Tôi biết là cô không có muốn làm cái nghề này. Giữ cái thai lại đi, rồi sinh em bé ra.
tìm một việc khác để làm đi cô. Bà Dung thể hiện sự nhiệt tình bằng cách đi đến gần, nắm lấy đôi tay run rẩy của cô. Không, con không làm vậy được. Con không thể sinh nó ra. Nếu như cô lo về chuyện tiền bạc, tôi sẽ chu cấp tiền cho mẹ con cô, thậm chí cả chỗ ở. Giữ nó lại đi, nó chỉ là một đứa bé vô tội. Không, con không thể có bầu được. Con không thể đánh mất tương lai vì một đứa con nít mà con không biết cha nó là ai. Chẳng thể kịp nén được, Tú Toàn đứng dậy lao ra khỏi chiếc xà lăn của mình. Nhưng không, bà Dung đã túm lấy tay cô, giơ tấm phim nhựa dí sát vào mặt Tú. Cô nhìn đi, con của cô đã tượng hình rồi, nó vẫn đang còn sống sờ sờ ra đó. Hành động của cô không khác gì là giết người, cô có biết không? Cơ thể Tú dần mềm oặt trong tay người bác sĩ. Cô bật khóc nức nở. Nhưng mà con không muốn, con không muốn mà. Tại sao cô lại chối bỏ đi giọt máu của mình? Nó không, nó không phải là đứa con mà cô muốn sinh ra. Trời ơi, cô làm ơn lấy nó ra đi mà. Bác sĩ Dung đứng lặng người một lúc trước câu nói của cô. Người mẹ luôn một mực quyết tâm giết chết đứa con trong bụng mình. Khi người ta kiên định tới mức cố chấp thì có nói thêm cũng vô dụng. Cô biết chúng tôi sẽ làm gì với những cái thai này không? Bề ngoài là dùng phương pháp hút thai chân không, nhưng trước khi đó chúng tôi sẽ phải dùng một dụng cụ nạo vét thai nhi, thậm chí không tiếc tài cắt lìa từng bộ phận để cho vừa với lực hút. Khi đó thai nhi sẽ chẳng còn toàn vẹn nữa, oán hận gì thế cũng sẽ tăng lên. Tôi không muốn nghe. Tú gào lên rồi nhanh chóng bật tung cửa chạy ra bên ngoài. Nhưng trước khi khuất dạng sau dãy hành lang, cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của người nữ bác sĩ kỳ quái. Nếu như cô vẫn muốn nhất quyết phá bỏ nó thì phải thật cẩn thận, bởi vì dù chỉ còn lại một chút mảnh thi thể thôi, nó cũng sẽ tìm về với cô để mà báo thù. Sau đó, vì đã lỡ thanh toán tiền viện phí nên Tú vẫn phải ở lại bệnh viện để hoàn thành ca phẫu thuật nạo hút thai. Tuy nhiên cô luôn nài nỉ được đổi bác sĩ khác. Những lần sau đó cũng thế. Kể từ dạo ấy, cô chưa từng gặp lại bà ta và hy vọng rằng sẽ không có thêm một lần nào nữa. Ký ức đó quá đỗi ám ảnh đối với cô. Nhưng cho tới khi Tú nghe thấy có hàng loạt tiếng xe cấp cứu ùa vào trước sân bệnh viện thì mới thoát ra khỏi miền ký ức. Cô nhìn thấy hàng tá bác sĩ và điều dưỡng đều nhốn nháo chạy qua chạy lại mà chẳng rõ chuyện gì. Ở đâu đó trong vài câu nói bâng quơ, cô nghe lỏm được thì dường như họ đang cùng lúc phải tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân gặp cùng một triệu chứng đau bụng quằn quại. Điểm kỳ lạ chính là họ đều thuộc giới tính nữ. Vừa hay phòng kiểm tra của Sương được mở ra. Em sao rồi? Tú liền chụp lấy Sương và hỏi dồn. Bác sĩ Khánh, người thực hiện siêu âm, liền thay cô trả lời. Thai bị động nên chắc là đau như vậy thôi. Tôi kiểm tra thì không có thấy gì đặc biệt. Cổ có thể nghỉ ngơi một chút rồi ra về. Nói xong thì anh ta cũng nhanh chóng để mặc hai cô gái đứng lại ở hành lang, rồi vội vã ra ngoài tiền sảnh bệnh viện. Có lẽ như ở ngoài đó đang có một vấn đề khá khẩn thiết. Có chuyện gì vậy chị? Sương nhìn theo bóng lưng của người bác sĩ đầy thắc mắc. Chị nghe nói có nhiều người nhập viện lắm. Họ hình như cũng có triệu chứng đau như chị. Câu nói của Tú vừa kết thúc cũng là mở đầu cho một chuỗi những tiếng hét thất thanh nối dài tới bất tận. Không chỉ mỗi ở bên ngoài tiền sảnh mà kể cả ở những phòng bên trong khu nội trú. Không hẹn,
mà cả Tú và Sương đều đồng loạt hướng ánh mắt đầy hoang mang nhìn nhau. Độ một giờ sau, Lam cố làm xong nốt vài báo cáo trước khi chuẩn bị kết ca vào lúc 10 giờ tối. Bỗng một người phụ nữ được đưa vào với tình trạng đã ngất xỉu. Qua cái nhìn đầu tiên, Lam đã nhận ra đó là vợ của bác sĩ Khánh. Và quả nhiên chỉ sau đó vài giây, gã đàn ông ấy đã hất hở chạy ra. Mau để cô ấy vào phòng cấp cứu. Nói xong, bác sĩ Khánh cùng với một cô y tá khác đã lập tức đẩy băng ca của cô vào phòng. Lam chưa kịp phán đoán được tình trạng thì tiếp theo, những chiếc xe cấp cứu, xe gắn máy, taxi đã thay phiên nhau chen chúc trước tiền sảnh của bệnh viện. Những người bệnh nhân trong tình trạng đau đớn, tay bụng la hét và thậm chí có người đã ngất xỉu nhanh chóng được lực lượng điều dưỡng và y tá hỗ trợ tiếp nhận. Theo như Lam nhận định, tất cả đều là phụ nữ và đem tới nhiều sự chú ý nhất cho chính cô là một đứa bé chừng 16-17 tuổi được cha mẹ chở đến. Cô bé liên tục gào khóc, tay đấm thùm thục vào bụng mình như một cách để chống chọi với thế lực khủng khiếp nào đó đang trỗi dậy bên trong cơ thể. Trước sự cầu cứu của gia đình bệnh nhân, Lam dường như bất lực. Cô dìu cô bé nằm lên một chiếc băng ca và ra sức an ủi. Cô bé nhìn Lam bằng đôi mắt ngấn lệ, thứ khiến cho trái tim của cô cũng nghẹn ngào đi vài phần. Phải khó khăn lắm, cô mới có thể giữ được bình tĩnh mà không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Nhưng cảm xúc ấy chẳng thể giữ được lâu. Lam lập tức nhận ra nơi đáy mắt sâu của cô bé đang có một thứ gì đó cựa quậy. Không phải là đồng tử, càng không phải là bóng hình phản chiếu của cô, mà là một thứ gì đó có màu đen và mỏng manh, hệt như một sợi tóc. Rồi từ bên trong hốc mắt, những vật thể mỏng manh màu đen kia đã kết lại với nhau thành một khối to chừng hai ngón tay, sau đó đâm xuyên qua nhãn cầu của cô bé. Ngay sau đó, một sinh vật dị hợm xuất hiện lượn lờ trong không trung. Nó lộ nguyên hình là một lọn tóc dài chừng hơn 2 mét hoặc cũng có thể hơn, bởi vì phần gốc của nó vẫn còn nằm trong cơ thể cô bé. Nó hướng về phía Lam, liên tục uốn éo bò trường, chẳng khác nào một con trăn lớn. Đối diện với nó, Lam hoàn toàn hoảng loạn. Cô bước lùi về phía sau, nín thở và không sao rời mắt khỏi nó. Không gian xung quanh cũng ngưng động vào thời khắc ấy. Người ta điếng người trước cảnh tượng đang diễn ra, và cũng vì họ sợ gây chú ý cho thứ sinh vật dị hợm kia. Cô bé bệnh nhân thì vẫn gào thét trong đau đớn. Cô bé còn sống, nhưng một bên hốc mắt đã bị khối tóc kia chen chúc đến mức đáng thương. Cô bé hướng cánh tay loang loang máu về phía Lam, cố gắng bật mở những âm thanh cuối cùng trước khi đột ngột bị kéo lê theo ngọn tóc kia. Lam thấy vậy, chỉ biết dùng hết sức bình sinh nếu giữ cô bé bằng một cái nắm tay trong bất lực. Cô bị hất văng vào một đống vật tư nằm bên cạnh. Không đi đâu xa, nó đang lao về phía cha mẹ của cô bé. Trước sự bất lực và cách biệt về tốc độ, thứ thực thể kia đã chui tọt vào bên trong cơ thể của người cha qua khuôn miệng đang há hốc. Người mẹ hoảng hốt liền nhanh chóng bỏ chạy, nhưng từ bên trong màng nhĩ của người cha, lọn tóc đã len lỏi qua vô số mô cơ và dây thần kinh, để lại lần nữa xuất hiện trước mắt người mẹ. Không một giây chần chừ, nó lao đến túm lấy thân thể của người mẹ, nhấc bổng bà lên. Những sợi tóc màu đen ẩm ướt bởi chất dịch và máu liên tục siết chặt lấy người đàn bà trong cơn bất lực. Chẳng hiểu một sức mạnh vô hình nào thôi thúc Lam phải ngăn cản sự việc kinh dị này lại. Cô dùng một con dao phẫu thuật gần đó đâm liên tiếp vào giữa lọn tóc ma quái, đồng thời gào lên. Như một hồi trống trận, tất thảy những người xung quanh liền lao vào cứu nguy. Hàng loạt cú đánh đập không thể làm nó suy suyển,
kể cả có dùng dao kéo chém vào, nó cũng không ăn thua. Cuối cùng họ đều bất lực nhìn đám tóc nhung nhúc ấy dần chọc thủng cơ thể của người mẹ. Chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, bà ta sau đó nhanh chóng gục ngã ngay trên không trung, trước khi bị thứ sinh vật kia cuộn lại cùng với thi thể của chồng và con gái. Cả gia đình cứ như thế đã bị giết chỉ chưa đầy đến 5 phút bởi một thực thể mà chẳng ai rõ. Chưa hết bàng hoàng, hàng loạt những tiếng la hét lại tiếp tục vang lên. Những người phụ nữ đang nằm trên băng ca lần lượt bị nổ tung cơ thể, phóng thích ra vô vàn thứ dị hợm. Đó có thể là một bàn tay với đầy móng vuốt chui ra từ lỗ hổng trên cổ của một người đàn bà. Một khúc xương bàn chân, một con mắt quá khổ đã khiến cho hồng của một người khác bị rách toạc. Hay thứ giống như tóc đã giết chết gia đình kia. Những nữ bệnh nhân liền đồng loạt tử vong. Bên cạnh đó, những người được cho là chồng, là bạn trai của họ đều chung tình cảnh tương tự. Một khung cảnh đầy hỗn loạn với vô vàn xác người, máu me và những sinh vật ma quỷ. Alo, ở bệnh viện Hòa Lãm đang có. Một người đàn ông đã nhanh tay gọi điện báo cho công an, trong khi vợ của anh ta đang bị một chiếc cẳng chân chui ra từ cơ thể dẫm đạp không thương tiếc. Tuy nhiên chưa nói hết câu, cũng những thứ ấy đã giáng cho anh ta một đòn chí mạng. Anh ta ngã vật ra đất, cổ gãy lìa tới mức vặn xoắn lại với nhau. Làm từ một góc khuất nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại đang liên tục phát ra tiếng ý ới. Xong cô chẳng nghĩ ngợi, liền lập tức cúp máy rồi bỏ chạy. Cô biết rằng công an sẽ không thể nào dừng lại việc này, ngoại trừ một người. Và tất cả phải cần người ấy để kết thúc toàn bộ. Trên TV, thời sự vào cuối ngày lại đưa thêm một tin tức chấn động. Hàng loạt những sự cố chết người đã diễn ra trên diện rộng tại địa bàn thành phố. Hiện nay đã có hơn 78 người phụ nữ đều bị giết với những vết đâm hoặc đục khoét thân thể tới mức không còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, có khoảng 65 vụ tai nạn lớn nhỏ khiến cho hơn 76 người đàn ông thiệt mạng. Ví dụ như hỏa hoạn, rơi từ trên cao, tai nạn giao thông. Được biết những người đàn ông này ít nhiều cũng có liên quan đến những người nữ nạn nhân. Thông tin cập nhật đến 23 giờ tối nay, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Sương và Tú thất thần khi nghe những điều ấy trên bản tin TV. Rốt cuộc, thế giới bên ngoài đã hỗn loạn đến mức độ ấy rồi sao? Với những tiếng la hét thất thanh từ nãy đến giờ mà cả hai nghe được, chẳng lẽ chúng đã tấn công đến nơi này? Viễn cảnh tại nơi nhà chứa lại lần nữa khiến cho Sương như muốn ngã quỵ. Trong dãy hành lang vẫn còn liên tục văng vẳng những âm thanh bi ai. Rồi một cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Bên trong, vị bác sĩ Khánh đang hối hả bước ra bên ngoài. Nhưng có vẻ như anh ta không được bình thường cho lắm, nhất là nét mặt lấm tấm mồ hôi, rung lên bần bật. Nhận ra người đã khám bệnh cho mình, Sương liền đi đến dò hỏi. Ở ngoài kia có chuyện gì vậy ạ? Trái với thái độ của cô, Khánh hoàn toàn chỉ ấp úng không nên lời. Thỉnh thoảng hết đảo mắt sang cô, rồi lại nhìn vào bên trong phòng. Đoạn như đã lấy lại được bình tĩnh, gã mỉm cười nói cứng. Hình như có nhiều người nhập viện cùng một lúc đó. Hai cô ra xem đi. Dù ngờ ngợ với thái độ của gã, nhưng Tú và Sương cũng đành buộc phải bỏ qua. Cứ vậy lững thững bước đi về phía tiền sảnh bệnh viện. Song vừa đi được vài bước, Sương đã vô tình nhìn về phía căn phòng nơi gã bác sĩ vừa mở cửa. Ở đó, cô thấy có thứ gì đó đo đỏ, óng ánh bên dưới sàn nhà. Cô nghi hoặc
không biết đó là thứ gì. Cảm giác ấy càng tăng lên khi cô len lén nhìn về gương mặt đăm chiêu tới mức kém tự nhiên của gã. Hàng loạt giả thuyết hiện lên trong đầu, khiến bước chân của Sương lại càng tỏ ra hỗn loạn. Cô gần như bỏ chạy trước ánh mắt dần chau lại của Khánh, cho đến khi bất ngờ ngay sau lưng cô có tiếng gọi với theo. Cô Sương đúng không? Gã dường như nhận ra điều gì đó, nhưng Sương không thể nào bỏ chạy được. Cả cô và Tú đều là những người phụ nữ. Với tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, việc kêu cứu là hoàn toàn bất khả thi. Chỉ cần Sương cố tỏ ra mình vô tội, rất có thể gã sẽ bỏ qua cho hai chị em cũng nên. Dạ đúng rồi thưa bác sĩ. Cô vào đây, để tôi kiểm tra đường huyết một chút. Gã đáp, rồi phất tay ra hiệu cho Sương. Ủa mà hồi nãy em được cô y tá đo rồi mà thưa bác sĩ. Không sao đâu, đo lại cho chắc ăn ấy mà. Sương cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi đang tuôn trào sau mỗi bước chân chậm chậm của gã. Nếu như cô không tìm cách, chỉ 10 giây nữa gã sẽ đứng đối diện cô. Và những gì sau đó Sương chẳng tài nào dám tưởng tượng. Tôi hơi buồn ngủ, để sau đi bác sĩ. Chị mình về. Cô nói xong thì lập tức kéo tay Tú bỏ đi, mặc cho những tiếng ý ới của Khánh liên tục vang lên ngay sau vành tai. Nè cô kia, cho tôi nói cái này nè, cô Sơn. Gã gần như chẳng giữ được bình tĩnh nữa, dồn hết mọi tốc lực để đuổi theo, túm lấy tay của Sơn, khiến cả hai ngã vật ra đất. Tất nhiên Tú không thể ngờ nghệch tới mức chẳng rõ mục đích của Khánh. Cô cố gắng giải vây cho Sương bằng cách túm vào vai áo của gã. Nhưng khoảnh khắc ấy làm cho cô nhận ra sau lưng gã là cả một bàn tay dính máu đã in hằn trên đó từ bao giờ. Không cần phải cố tỏ ra lịch thiệp, Khánh lập tức rút trong túi áo ra một con dao phẫu thuật kề lên cổ của Tú. Mày đi vào trong phòng kia cho tao, không thì tao cắt cổ chết mẹ nó. Ban đầu Sương vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hướng ánh mắt đầy kiên định về phía Tú. Nhưng ánh mắt ấy chẳng giữ được lâu khi cô nhận thấy vẻ mặt Tú mỗi lúc một méo mó. Dường như cơn đau kia đã lần nữa trở lại với Tú. Càng ngày nhận định đó càng được củng cố bởi những cơn co giật nơi cánh tay hay cẳng chân của cô. Còn khốn này đứng yên. Gã hét lên khi nhận ra Tú đang bắt đầu ôm bụng rình la trong đau đớn. Khánh không hề nhận ra được những biến chuyển cuồn cuộn nơi ổ bụng của Tú. Ngược lại gã chỉ chăm chăm vào việc sợ con tin vụt mất khỏi tầm tay. Gã kề con dao sát vào da thịt cô thêm một chút nữa, đồng thời cố giữ cho Tú không ngã xuống. Bất lực trước hành động của Tú, gã quay sang quát tháo Sương. Mày đi vào phòng nhanh lên. Tuy nhiên ngay khi vừa kết thúc câu nói, Khánh đã vô cùng bất ngờ bởi có một thứ gì đó sau gáy của Tú đã cắm phập vào cổ họng gã. Hàm răng nhọn hoắt tua tủa và dày đặc đang ngấu nghiến lấy từng thớ thịt của Khánh, đồng thời tham lam hút hết toàn bộ máu huyết đang ào ạt chảy ra. Sinh mạng của gã cũng theo đó dần bị rút cạn. Vết cắn quá sâu, những chiếc răng bấu chặt mỗi tế bào da thịt làm cho gã không sao cựa quậy được. Tay gã dần lơi đi, con dao theo đó mà rơi xuống, rồi gã đổ gục. Cái chết của Khánh quá bất ngờ làm cho Sương không khỏi sửng sốt. Phải đến khi giọng nói thều thào của Tú lay gọi thì cô mới bừng tỉnh. Tú khi này đã không còn đủ sức để đứng vững. Cô lập tức ngã vào lòng của Sương, tạo cơ hội cho cô được tận mắt chứng kiến thủ phạm đã giết gã bác sĩ. Nó đến từ một khuôn miệng đang ló ra ngay sau gáy của Tú. Dường như đó là một sinh vật sống, bởi cô cảm nhận được những cái khuấy đảo nơi khoang miệng
giống hệt tình cảnh của những người trước đó Sương nhìn thấy. Có một thứ gì đó đang nằm bên trong cơ thể của nạn nhân, chuẩn bị phá kén thoát ra ngoài. Nhưng như thế có nghĩa là lát nữa đây, khi sinh vật kia xuất đầu lộ diện, Tú sẽ giống tất cả những người trước đó. Suy nghĩ đó làm cho Sương càng thêm hoảng sợ. Cô cố gắng kìm nén lại những dòng nước mắt đang tuôn ra ào ạt. Cô vội vàng giáo giác tìm một sự giúp đỡ, nhưng bất lực thay, xung quanh là những tiếng thét thất thanh đang mỗi lúc vang lên đầy hỗn loạn. Chị nằm ở đây đợi em, để em đi tìm bác sĩ. Sương dìu Tú đến một đoạn hành lang rồi cố gắng trấn an cô. Dù rằng ngay cả bản thân mình, Sương cũng đang trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng Tú cũng nhanh chóng chụp lấy tay Sương. Cơn đau đã vắt kiệt toàn bộ sức lực, khiến cô nói trong hơi thở mong manh. Chị chắc không qua khỏi đâu. Sương òa khóc nức nở khi nghe những lời tưởng chừng như trăn trối của Tú. Dù mới gặp nhau chưa lâu, nhưng Tú lại nhiều lần giúp đỡ cô. Nếu không có Tú, Sương nhất định đã bỏ mạng. Khi xách ba lô lên và đi, cô hoàn toàn không có chút khái niệm về sự xấu xa, lũng bại của thời cuộc hay thế thái nhân tình. Nhưng gặp Tú, cô đã hình dung được sự tử tế sẽ ra sao. Nghe đây, nghe chị nè, đây là cái nghiệp mà chị phải gánh, chị phải chịu. Em đừng có buồn, đừng cố gắng làm gì. Thứ đang đọa đầy chị, bác sĩ họ không thể chữa được đâu. Càng nghe, Sương càng không sao tránh khỏi cơn xúc động. Nhưng mà thứ đó là gì? Sao chị lại ra nông nỗi này? Một lời nguyện, bà ta đã nguyện rủa chị. Khi chị đến đây phá thai lần đầu tiên, Rất có thể. Giọng nói của Tú dần lạc đi khi cơn đau kéo đến. Cố gắng trong hơi thở gấp gáp, cô siết chặt tay của Sương, nhìn cô bằng đôi mắt đã ướt đẫm. Em phải tìm ra bà Dung, trưởng khoa sản. Bà, chính bà là người gây ra những chuyện này. Em phải... Nói đến đó thì cũng là lúc đồng tử của Tú đã hoàn toàn chẳng còn bất kỳ chuyển động nào. Hơi thở ngưng bặt, bàn tay đang nắm chặt tay Sương dần buông lơi. Tú đã chết, đồng thời phóng thích thứ sinh vật đang lẩn khuất bên trong cơ thể của cô. Từ khuôn miệng ban nãy mà Sương nhìn thấy, trồi lên phần đầu có một người con gái. Tuy nhiên, nó lại chẳng còn nguyên vẹn khi đã bị mất một nửa hộp sọ. Thứ giúp Sương nhận ra giới tính của nó chính là những sợi tóc dài ướt đẫm máu mọc ra từ phần da đầu còn sót lại. Cảm thấy sự sợ hãi tột cùng của Sương, thứ sinh vật kia quay sang nhìn cô, nở ra một nụ cười đầy quỷ dị, để lộ những chiếc răng tua tủa đã từng giết chết gã bác sĩ Khánh. Mày là cái gì? Nhưng đáp lại giọng điệu run rẩy của Sương chỉ là một tiếng cười khanh khách, giống như của một đứa trẻ sơ sinh. Sương chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã dần dần biến mất vào trong hư không. Cả dãy hành lang dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi mình cô cùng hai xác người ướt sũng trong vũng máu tươi. Để rồi ngay sau đó, hàng loạt người từ trong các phòng bỗng chốc ùa ra, la hét đau đớn nằm vật chết ngay trước mắt của Sương. Và như những gì cô đã nhìn thấy hoặc đã từng hình dung, lũ sinh vật mang hình hài của các bộ phận không toàn vẹn trên cơ thể dần dà chui ra từ bên trong các nạn nhân xấu số. Chúng thỏa thê giết chóc cả những người trong tầm nhìn, và không rõ bằng một cách nào đó, chúng lại từ từ biến mất vào không trung. Bác Dung, bác Dung!
những bước chân gấp gáp, giọng nói gần như thét lên của Lam mỗi lúc mỗi lớn. Xung quanh cô, tiếng nhốn nháo la hét vẫn đều đặn cất lên. Hàng chục, hàng trăm bệnh nhân từ các phòng nội trú tất tả bỏ chạy, gây nên một khung cảnh hỗn loạn tới mức khó lòng kiểm soát được. Có người đã nhìn thấy thứ sinh vật kia, có người chỉ nghe, chỉ thấy xác chết không toàn vẹn của những nạn nhân mà rùng mình cố gắng tháo chạy. Song một điểm chung rằng họ không hề biết được lý do vì sao lại có loại sinh vật ấy trên đời và lý do vì sao chúng lại tác oai tác quái như thế. Mỗi duy nhất Lam biết được người nào đã gây ra cớ sự này. Cô là học trò của bà Dung, người trước đây từng đích thân chỉ dạy cô khi cô thực tập tại một bệnh viện công lập. Với cô, bà Dung không phải một người thầy hay trưởng bối. Bà được so sánh như một người mẹ thứ hai của mình. Nếu không có bà Dung, Lam đã bị tên viện trưởng ở chính nơi cô thực tập cưỡng hiếp. Nếu không có bà Dung, thì cô suýt mất hết tất cả, từ công việc, tiền bạc cho đến phẩm giá. Bà Dung cưu mang cô từ thuở hàng vi cho đến nay, tạo cho cô một công việc tại bệnh viện Hòa Lãm, nơi bà hợp tác cùng với một người bạn để xây dựng. Cả hai người ngoài mối ân tình ấy thì còn được gắn kết bởi vô vàn những điểm chung. Ngày sinh tháng sinh, năm sinh của bác Dung, sao giống con vậy? Làm trong bộ quần áo thực tập sinh ở bệnh viện, nhìn chằm chằm vào giấy chứng minh của bà Dung mà không giấu được sự ngạc nhiên. Trước sự phản ứng của cô bé, bà Dung khẽ mỉm cười nói rằng con sinh vào lúc 3 giờ sáng đúng chứ? Cô giật mình khi nghe những lời ấy từ bà. À, sao bác biết ạ? Bác coi qua khai sinh của con ở bệnh viện này. Làm nghe vậy thì bật cười. Nếu không biết trước, chắc con lại nghĩ bác là chị em sinh đôi bị lưu lạc của con đó. Không phải chị em sinh đôi, mà là mệnh cách tương đồng. Là sao ạ? Đôi mắt của Lam đầy khó hiểu, hướng về người phụ nữ mới ngoài tứ tuần, nín thở chờ đợi cho bà hé môi. Con chính là truyền nhân của ta, là người sẽ bảo hộ cho những đứa trẻ sơ sinh theo lời răn của mẫu. Mẫu là cái gì ạ? Là một vị thần bảo hộ trẻ sơ sinh mà ta đã dành cả cuộc đời để phụng sự. Con lần đầu tiên nghe được có vị thần này. Đây là đức tin. Mẫu chính là người đã mang con đến thế giới này thông qua những vật chứa. Tại đó con được nuôi sống và phát triển lớn lên với sự bảo bọc của mẫu. Vật chứa? Ý nói mẹ con hả? Cái gật đầu của bà Dung làm cho Lam giật mình. Sao có thể nói mẹ con là... Bà ta chẳng phải đã bỏ con đi từ lâu rồi hay sao? Lam bất giác nín bặt. Cô im lặng cúi gằm mặt, bấu chặt mảnh vải áo trong tay. Có những vật chứa chỉ được mẫu giao cho giữ những đứa trẻ trong một thời gian ngắn. Khi hết nhiệm vụ, họ sẽ tự rời đi và cho những đứa trẻ ấy được tự do phát triển. Nhưng cũng có những vật chứa được mẫu ban cho ân huệ bảo bọc cho những đứa trẻ ấy đến tận lúc chúng lớn khôn. Lam vẫn chăm chú lắng nghe những lời nói đầy mê hoặc của bác sĩ Dung. Dù con không có nhiều thời gian được bảo bọc bởi vật chứa, nhưng mẫu vẫn luôn bên cạnh con. Gia ta chính là người phụng sự sẽ dẫn dắt con đến với mẫu. Ánh mắt bà Dung khẽ trao lại, đầy thương cảm đến mức gần như sắp khóc òa. Bà chạm tay vào gương mặt của Lam, run rẩy. Đứa trẻ đáng thương, con đã bị bỏ rơi
bị chà đạp, bị vấy bẩn bởi những tội lỗi của loài người. Ta... Từng lời từng chữ của bà Dung như những cuốn phim hồi ức dần tôi chậm lại trong trí nhớ của Lam. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa học lớp 5, mẹ đi theo tình nhân, mặc cho cô bé phải đi ăn xin vất vưởng. Đến khi vô tình được gia đình họ hàng nhà nội nhìn thấy, rồi đưa Lam về nhà cậu ruột của cô. Ban đầu Lam sống khá bình lặng trong gia đình người cậu, dù gia cảnh của họ vẫn còn lắm khó khăn. Nhưng cho đến khi cô thường xuyên bị đem ra làm công cụ kiếm tiền sau giờ học, từ việc làm lụng chân tay như bán vé số, nhặt ve chai, cho đến rửa chén, dọn bàn ở một quán cơm bình dân. Thời điểm ấy Lam chỉ mới hơn 12 tuổi. Nhưng càng trưởng thành, nỗi áp bức trong Lam không hề dừng lại ở đó. Cô trở thành nơi để thỏa mãn chuyện tình dục cho tên đàn ông đốn mặt đội lúc máu mủ tình thâm. Mãi đến sau này, khi người hàng xóm tốt bụng đã tố giác những hành vi vô đạo đức của gia đình ấy, Lam mới chính thức được giải thoát. Lam được một tổ chức bảo vệ trẻ em đưa về chăm sóc và nuôi dạy cho đến khi đậu đại học y dược. Song một mối duyên thật trùng hợp, người mạnh thường quân thỉnh thoảng vẫn đến mái ấm nơi Lam ở, cũng là người mỗi tháng quyên góp hàng chục triệu đồng, không ai khác ngoài bác sĩ Dung. Nói cách khác, Lam có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của bà Dung. Với cái nhìn của những người bên ngoài, họ chỉ là thầy trò, nhưng thực chất mối gắn kết của họ còn bền chặt hơn với bất kỳ một mối quan hệ thân thuộc nào. Con biết không Lam, ta và con chính là những người được mẫu ban cho trọng trách bảo vệ cho những đứa trẻ sơ sinh kia khỏi sự độc ác ích kỷ nhỏ nhen của loài người. Nhưng không phải chúng cũng như chúng ta đều là con người sao? Chúng ta không thuộc về chủng tộc hạ đẳng và nhơ nhuốc ấy. Chúng ta là con của mẫu. Chúng ta bảo vệ những đứa trẻ ấy bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta không thể thay đổi những thứ tà ác đã trở thành nếp sống. Nhưng chúng ta có thể hướng những đứa trẻ tới những điều thiện lành. Đó là thiên chức của chúng ta và kể cả các vật chứa. Bà Dung ngập ngừng mãi một lúc trước khi quay sang nhìn vào đôi mắt của Lam. Đôi mắt chứa đầy đức tin. Bằng giọng điệu chậm rãi nhất, bà nói: Nhân ngoài các vật chứa trung thành với sứ mệnh của mình thì cũng có rất nhiều kẻ vô trách nhiệm và tàn ác đến mức chối bỏ đi thân phận ấy. Chúng sẽ tìm đến mọi cách để tàn sát những sinh linh bé bỏng vô tội kia bằng mọi hình thức. Phá thai sao? Bà Dung không tập trung vào câu hỏi của cô. Thay vào đó, bà chăm chú nhìn vào bức tranh phẫu thuật học của một thai phụ, xoáy dần vào hình ảnh một đứa bé với tứ chi đang yên vị nằm bên trong bọc nước ối. Bà khe khẽ cảm thán: Những kẻ ấy đang bị trừng phạt, bị nguyền rủa cho đến chết. Cái gằn giọng của bà khiến Lam chợt dấy lên chút hoang mang. Đôi mắt bà ta long lên sòng sọc, cùng cái nghiến răng trèo trẹo liên tục vang vọng như thay cho nỗi căm hờn đang trào ra khắp huyết quản. Nếu như chúng vẫn cố tình chối bỏ thiên chức cao cả đó của mình, thì những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên bằng oán niệm, hận thù. Và khi đủ ngày, đủ giờ, đủ tháng, chúng tự khắc báo thù cho chính bản thân mình, giết sạch những kẻ đã gây ra cái chết cho chúng, những kẻ đã chối bỏ sứ mệnh mà mẫu đã giao cho. Những dòng hồi ức trong Lam cũng chỉ hiện ra tới đoạn ấy khi cô chạm vào tay nắm cửa của căn phòng bà Dung.
có chút gì đó nhớp nháp của máu. Dự cảm không lành thôi thúc cô nhanh chóng đi vào bên trong. Rồi Lam hét toáng lên khi nhìn thấy bà Dung đang nằm trong vũng máu tanh nồng. Một con dao phẫu thuật cắm sâu nơi ổ bụng. Bà chưa chết, dẫu hơi thở và đôi mắt đã kiệt quệ đi đôi phần. Kẻ nào đã làm chuyện này với bác? Để con đi cầm máu. Không kịp đâu. Ta chờ đến giờ phút này chỉ để gặp được con thôi. Bà Dung thều thào, gắng gượng trong những cơn co giật nơi vết thương. Máu vẫn chảy ra đều đặn sau vài cái lấy hơi của bà. Nhưng bấy nhiêu đó không hề khiến bà suy suyển khỏi tâm nguyện phút cuối đời. Mọi thứ ta dạy cho con phải nhớ, phải luôn một lòng phụng sự cho mẫu. Phải. Con xin lỗi, nhưng mà... Câu nói trong cơn sụt sùi của Lam khiến bà Dung khựng lại. Bác hãy giải trừ lời nguyền cho họ đi. Có rất nhiều người đã chết, thế giới sẽ loạn mất. Không, đó là nghiệp báo mà chúng phải chịu. Đáng lý ra chúng sẽ phải chịu sự dày vò của thứ nghiệp báo ấy nhiều ngày tháng hơn nữa kìa. Càng lâu chúng sẽ càng đau đớn hơn. Nhưng tiếc là lời nguyện kia gắn với sinh mạng của ta, khi ta không còn đủ sức để kiểm soát chúng, chúng sẽ tự do làm theo những gì mà chúng muốn. Thằng bác sĩ Khánh chết tiệt, nó đã làm hư luôn kế hoạch của ta. Là hắn giết bác sao? Bà Dung không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười, đồng thời nhìn vào vết thương đang nhói lên từng cơn của mình. Nếu không phải thằng khốn đó giết thì ta cũng e là ta không trụ được lâu. Cơn hèn suyễn của ta giờ đã bị biến chứng, cho nên sự kiểm soát của bác càng lúc càng suy yếu. Và đỉnh điểm chính là ngày hôm nay, toàn bộ những đứa trẻ nó quay về trả thù cùng một lúc. Bà Dung gật gù. Con rất giống ta ở mọi thứ, kể cả sự thông minh. Nhưng để làm được một người phụng sự cho mẫu, bấy nhiêu chưa đủ, phải công tư phân minh. Con... Những điều bọn chúng làm xứng đáng phải nhận kết cục đó. Còn không được mềm lòng, càng không được bỏ đi đức tin của mình. Đó chính là sinh mạng của con. Từ bỏ đi, từ bỏ đức tin chính là đồng nghĩa với cái chết. Con hiểu chưa? Giọng nói của bà Dung mỗi lúc mỗi nhỏ lại, để rồi cuối cùng lọt thẩm trong những tiếng nấc nghẹn ngào của Lam. Bà chết rồi, chết với một trái tim và thể xác đã một đời nguyện dâng hiến cho đức tin của chính mình. Làm ơn cho tôi hỏi, phòng bác sĩ trưởng khoa sản ở đâu ạ? Sương lao đi giữa dòng người đang hối hả bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Cô không ngừng dò hỏi, túm lấy bất kỳ ai trong tầm mắt. Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai thèm đếm xỉa đến sự cầu cạnh trong tuyệt vọng của cô. Họ chỉ chăm chăm giữ lại tính mạng cho mình. Cho đến khi cô gặp một người y tá đang thất thểu đi trên hành lang. Trong khung cảnh đầy hỗn loạn tấp nập kia, biểu hiện của cô chính là một sự bất thường làm cho Sương phải chú ý. Chị ơi, cho tôi hỏi phòng bác sĩ Dung nằm ở đâu vậy? Người con gái hướng đôi mắt ngần ngấn nước nhìn về phía Sương. Cô tìm bác Dung để làm gì? Bác ấy chết rồi. Bà ấy chết rồi sao? Vậy thì ai sẽ giải trừ lời nguyền cho mọi người?
Chính bà ta đã nguyền rủa những người sản phụ đến đây phá thai, từ đó hình thành nên một con gì đó bên trong cơ thể họ. Và như nãy giờ chị thấy đó, nó đã giết rất nhiều người. Sương ra rã kể cho người y tá kia tất cả những gì mình được Tú cung cấp trước khi cô qua đời. Những kẻ đó xứng đáng chết. Câu nói của cô ta làm cho Sương chợt giật mình. Cô nhìn vào gương mặt lạnh tanh cùng biểu hiện chẳng mấy mặn mà với câu chuyện cô vừa kể mà không khỏi ngờ vực. Chúng đã chối bỏ đi sứ mệnh được phụng sự cho mẫu, và đó là hậu quả mà chúng phải gánh chịu. Sương đứng lùi lại phía sau, cảm nhận gáy của mình bắt đầu rờn rợn lên vài phần, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô gái nọ. Mà nào phải ai xa lạ, cô ta chính là người y tá đứng ở quầy tiếp nhận tại tiền sảnh, tên Hồ Thị Lam đây mà. Chẳng lẽ cô cũng giống như bà ta? Không, tôi chưa từng nguyện rủa bất kỳ ai. Nhưng có lẽ là chờ đến hết ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục bắt chước cái trò tàn ác của bà ta sao? Là truyền nhân, không phải bắt chước. Lam gằn giọng, ngoái đầu nhìn về phía Sương khi cô ta đã bước qua một khoảng xa. Cũng như nhau cả thôi, dù gọi với cách nào thì cũng là nguyền rủa trù ẻo người ta cho tới chết. Bộ cô không thấy bao nhiêu người bỏ mạng rồi hả? Cô có phải là con người không? Vậy chúng nó giết hại những sinh linh vô tội máu mủ của mình thì sao? Chúng nó làm chuyện xấu như vậy thì có được gọi là con người không? Lam chẳng thèm đợi cho Sương trả lời, cô nhanh chóng quay đầu bước đi, hòa vào đoàn người đang ùn ả tháo chạy. Bất ngờ thay, từ trong đám đông có một người đàn bà đột nhiên ngã vật xuống đất, co giật lên liên hồi. Và trước con mắt kinh hãi của những người xung quanh, một sinh vật với phần thân trên cùng hai cánh tay dài ngoằng đã xé toạc cơ thể bà ta ra làm hai. Nó túm lấy những người trong tầm mắt, quăng người ta vào tường hoặc điên cuồng đập phá mọi thứ gần đó. Cho đến khi Lam ung dung bước tới, con quái vật như nhận ra sự hiện diện của cô, liền lập tức thu mình lại, cúi rạp không khác gì một con thú ngoan ngoãn. Nhớ những gì chúng nó làm với con chưa? Phải trả lại cho bằng sạch. Lam nắm lấy bàn tay của nó, vuốt về những mảnh lông dài ngoằng đen đúa, rồi thì thầm. Nhưng những lời ấy không khác gì một hồi trống trận đầy kích thích con quái thú lao đi tận diệt tất cả những người trong tầm mắt. Sương hoảng hốt nhanh chóng bỏ chạy, nấp vào một góc với toàn thân đang run rẩy liên hồi. Con quái vật dường như chẳng có dấu hiệu sẽ biến mất hay dừng lại. Nó không giống như những lần trước đó mà Sương thấy. Tuy nhiên cô bất chợt nhận ra một điều: các sinh vật này, chúng không hề tấn công các thai phụ hoặc các em bé sơ sinh, mà đa số họ chết vì bị những người khác giẫm đạp lên hoặc xô ngã. Sương bất giác nhớ lại những lần trước khi chạm trán chúng tại nhà chứa. Nó đã bỏ qua cô mà đến tấn công Diễm My, kể cả thứ bên trong cơ thể của Tú, nó cũng chẳng màng tới sinh mạng của cô. Rất có thể chúng không hề có ý định làm hại đến cô. Suy nghĩ ấy thôi thúc cô mạnh dạn bước ra khỏi nơi mình đang ẩn nấp, cố đuổi theo người y tá tên Lam kia để nói cho rõ ngọn ngành. Chắc chắn cô ta biết cách phá giải lời nguyền này. Lam bước vào trong căn phòng phẫu thuật nằm ở tầng 2, trong một khu biệt lập. Sương bám theo Lam đến tận nơi này, len qua cánh cửa tự động đang chuẩn bị đóng lại. Cô thở lên đầy mệt nhọc bởi vì vừa đi bộ hơn chục bậc thang với tốc độ nhanh nhất. Sao cô lại vào đây? Lam quát lớn, đồng thời trợn trừng đôi mắt như thể đang dọa nạt một đứa trẻ. Nếu như chị biết được điều gì đó thì làm ơn ngừng lại những điều này đi. Cô ngậm cái miệng của mình lại và biến khỏi đây ngay lập tức. Không,
Có rất nhiều người chết rồi. Tôi không thể biết mà không cứu được. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của Sương, Lam bất ngờ tới mức bật cười. Cô khóc hả? Coi kìa, tay chân run lên như vậy. Sợ, mà sao vẫn cố lết theo tôi làm gì? Đúng là tôi rất sợ, nhưng mà tôi cũng thể để nhiều người như thế chết được. Lỡ như trong số đó có gia đình, người thân, bạn bè của tôi thì sao? Nhân dân quá ha. Nếu như vậy diễn biến ở đây là tình tiết trong một bộ truyện, hẳn nó sẽ là thông điệp chính rồi đó. Nhưng mà đây là thực tế. Loài người, những kẻ với đầy tội lỗi, sẽ phải hứng chịu những hậu quả do việc xấu xa mà mình đã làm. Lam tiến đến chỗ của Sương, đôi mắt sắc lạnh tưởng chừng như không kém gì bà Liên, mẹ của cô là mấy. Cô thì biết cái gì? Những đứa trẻ được tạo nên từ những tế bào, và rất rất lâu chúng mới có thể nên dốc nên hình, trải qua đủ mọi sự khổ ải. Vậy mà cho đến khi tưởng chừng như được yên ổn chờ ngày chào đời, thì chúng lại bị chính những người mẹ của mình giết hại. Không, vật chứa chứ. Vật chứa là sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Nhìn vào cơ thể của Sương, Lam bất giác khẽ mỉm cười. Cô cũng là một vật chứa. Tốt, hãy hoàn thành sứ mệnh của mình, kẻo lại nhận được... Cô đang nói cái gì vậy? Tôi kêu cô dừng lại toàn bộ chuyện này, cô hiểu chưa? Sương không còn giữ được bình tĩnh, cô túm lấy cổ áo của Lam. Bất ngờ thay, từ ngay trong một căn phòng sát cạnh, có thứ âm thanh gì đó đột ngột vang lên, đánh động cả hai. Lam chẳng chần chừ mà gạt phăng cánh tay của Sương ra và tiến vào trong. Ở đó, cô ta tìm thấy một cô gái trẻ đang ôm lấy vết mổ, còn đang được khâu nham nhở của mình, kéo lê cả thân thể dưới nền đất trong vô vọng. Xung quanh cô ta là những thi thể của các bác sĩ y tá đang nằm gục chết từ bao giờ. Chẳng hiểu sao cô ta có thể sống sót đến giờ phút này. Nhìn thấy Lam, người con gái như tìm thấy được ánh sáng, cô thều thào trong cơn đau đớn. Cô y tá, cứu tôi. Nhưng trái với thái độ hoảng hốt của cô gái, Lam chỉ khe khẽ liếc nhìn vết khâu trên bụng cô, nhìn vào phần nội tạng phập phồng đầy máu tanh và cả đứa bé đang nằm bên trong. Lam quan sát khung cảnh hỗn độn trong lúc cất giọng điệu trầm ngâm. Có chuyện gì đã xảy ra? Tôi bị sinh khó, phải mổ, nhưng mà bác sĩ đang làm thì một cô y tá bị một con gì đó chui ra từ trong người, nó giết sạch các bác sĩ, chỉ còn mình tôi. Cô y tá, cô làm ơn cứu tôi với. Người con gái hướng gương mặt tái nhợt tuyệt vọng bấu víu vào lớp vải quần của Lam. Tuy nhiên có vẻ không cần làm như thế thì Lam cũng đã ngồi sụp xuống, nhanh chóng đeo bao tay. Cô kiểm tra vết mổ của người sản phụ, hay nói đúng hơn là kiểm tra thai nhi đang nằm ở bên trong. Song song đó, tiếng thở lên mệt nhọc, giọng nói thều thào của người mẹ vẫn đều đặn vang xung quanh căn phòng. Bằng gương mặt đầy chăm chú, Lan nâng từng cánh tay, chân của đứa bé ra khỏi cơ thể người mẹ. Khi đứa bé đỏ hỏn nhờ nhấp máu, đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Lam bất giác không kìm được nước mắt. Cô ôm chặt đứa bé ấy vào trong lòng ngực. Người sản phụ trẻ gào lên khi nhận ra con mình đã chết. Nhưng trái ngược với sự đau khổ ấy, Lam lại tỏ ra vô cùng tức giận. Có mọi việc như thế mà cũng làm không xong. Lam ôm đứa trẻ trong tay, quát người sản phụ không thương tiếc. Trách nhiệm của mày là phải giúp đứa bé này chào đời, vậy mà mày đã phụ lòng mẫu. Mày đúng là một vật chứa, đáng quyền rủa.
Lam không tiếc những cú đá vào da thịt người phụ nữ đang trong cơn tuyệt vọng. Đối với Lam lúc này, kể cả khi người sản phụ ấy có chết cũng là chuyện tất yếu. Chị quá đáng vừa tôi chứ. Con người ta mất, chị đau lòng bằng người làm mẹ hay sao mà cứ trách cứ. Sương đỡ lấy người sản phụ, dùng một chiếc chăn gối đầu cho cô. Sau đó quay sang, như muốn cầu khẩn làm giúp lấy người mẹ. Nhưng người mẹ kia như chẳng quan tâm đến nỗi đau ấy. Cô liên tục rướng người, muốn bế lấy đứa bé từ tay Lam. Sương thấy thế thì mũi lòng, đi đến chỗ Lam, cố giành lại đứa trẻ cho người mẹ. Tuy nhiên cô nhanh chóng nhận được sự chống trả của Lam. Cô gạt tay Sương, chỉ vào mặt cô. Mày biến khỏi chỗ này cho tao. Chị có tư cách gì mà cứ giữ khư khư con của người ta? Đưa lại đây cho mẹ nó. Từ thời khắc nó tất trách để mất đứa bé thì nó đã không còn được chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào sinh linh này rồi. Đồ khùng, đưa đây. Sương tức tối lao đến dặn lại thi thể của đứa bé đang ở trong vòng tay của Lam. Tuy nhiên cô ta lại khỏe một cách bất thường, chỉ bằng một tay đã có thể túm lấy Sương rồi hất văng cô ngã vào tường. Không đợi cho Sương kịp trở tay, Lam liền đau đến liên tục đá vào vết thương trên ổ bụng của người sản phụ. Cô ta không tiếc những tiếng mắng chửi đầy oan nghiệt. Thứ rác rưởi, thứ vô dụng, có sinh con cũng không xong, mày chết đi, mày là một vật chứa vô dụng. Cô gái vốn đã sức cùng lực kiệt, nay lại bị những cú đá kia làm cho xuất huyết. Cô thều thào trong từng cái quặn thắt, nhất quyết đòi được ôm lấy thân xác con một lần. Dù cho Sương có chạy đến can ngăn, thì với sự điên cuồng của Lam, chỉ vài phút sau, người sản phụ trẻ ấy đã lìa đời. Cô chết, trong khi đôi mắt vẫn đăm đăm hướng về thi thể đứa con thơ dại nằm trên tay của Lam. Sương thẫn thờ nhìn thân xác bị giày vò của người sản phụ mà không kìm được nước mắt. Cô lao đến xô ngã Lam nằm vật ra đất. Chẳng để cô ta có cơ hội ngồi dậy, Sương túm lấy cổ Lam bóp thật chặt. Người ta mất con, mày lấy tư cách gì mà đau lòng giùm người ta? Mày có tư cách gì mà phán xét hả? Tao là con của mẫu. Câu trả lời trong tiếng thở đứt quãng của Lam làm cho Sương điên tiết. Cô giáng một cái bạt tay vào mặt cô ta. Lại một lần nữa, Sương gằn giọng. Mày phải dừng chuyện này lại, phải dừng lại cho tao. Lam trừng đôi mắt với đầy những tơ máu đỏ, hướng về Sương một cách đầy đe dọa, thách thức. Rồi cô ta xoay mặt sang thi hài đứa trẻ nằm trên mặt đất, lầm rầm đọc một thứ gì đó mà chẳng tài nào Sương nghe được. Nhưng chỉ sau vài giây, thân thể đứa bé bỗng cử động. Đôi bàn tay nhỏ xíu dần chạm vào nền đất, rồi dùng nó để từ từ đứng dậy. Sương không giấu được nỗi kinh ngạc. Tuy nhiên chẳng lâu, đứa bé kia đã cười lên khanh khách, ôm lấy gương mặt của cô thật chặt. Sương lập tức cố dùng hết sức để gỡ những chiếc móng tay bé ngót của nó ra khỏi da thịt, nhưng vô ích. Nó quyết tâm muốn kết liễu cô bằng được. Cô lảo đảo đứng dậy, ngã vật vào những thi thể nằm gần đó, không sao trở mình được. Mắt cô đau rát với những tác động, mà chẳng những thế, bụng của cô cũng đang co thắt lên từng cơn. Mọi thứ như muốn phát kiệt toàn bộ sự sống của Sương ngay lúc này. Đó là cái kết cho sự bán bổ. Giết nó đi. Lam không ngừng ra lệnh cho đứa trẻ tấn công Sương. Cùng lúc đó, Lam nghe như giọng nói của bà Dung đang thủ thỉ bên tai. Đúng vậy, giết nó đi. Chính nó sẽ dấy bẩn đức tình của con đó Lam mà. Mày đừng có hòng, tao đang có thai. Nếu mày giết tao, mày đang phản bội lên đức tin của mày. Sương cao ngạo quát lớn. Bằng toàn bộ niềm tin của mình, cô nghĩ rằng chính đứa con của mình
sẽ cứu cô thoát chết. Và quả thật, nó đã lay chuyển được suy nghĩ của Lam. Chỉ mỗi việc ấy thôi cũng đủ khiến cho đứa trẻ sơ sinh kia buông tha cho Sương. Mặc dù hai hốc mắt đã có chút trầy trụa đến tóe máu, nhưng cô vẫn bình an vô sự. Không được, con không được để cho nó sống. Nó chính là mầm mống của sự diệt vong và hỗn loạn. Giọng nói của bà Dung lại liên tục vang vọng bên trong bộ não của Lam. Nhưng thay vì đưa ra một mệnh lệnh, cô có chút chần chừ. Không phải, cô ta đang có thai hay sao? Lập tức, Lam nhận được câu trả lời với thái độ gắt gỏng của bà Dung. Nó đang nói dối, nó đang lừa gạt con đó. Đừng bao giờ lung lay với đức tin của mình. Cánh tay Lam rung lên bần bật, đôi mắt cô đảo đi mà chẳng còn bất kỳ một trật tự nào. Cô không biết sẽ hướng sự căm phẫn vào Sương, vật chứa hay vào một nơi nào khác. Lam đang hoàn toàn mất đi định hướng thì âm thanh kia lại ùa vào trong tay cô như một cơn gió, siết chặt mỗi một tế bào tủy sống. Và rồi như một quy luật, cô tiến đến nhặt một con dao phẫu thuật đang yên vị trên đất. Sơn dĩ nhiên nhận ra hành động khác thường của Lam, chụp lấy một cây gậy đỡ bằng kim loại trong tay. Sơn giơ ra phòng thủ. Chẳng còn một chút do dự, Lam quyết liệt tấn công về phía cô. Sơn với lợi thế vũ khí, nhưng dư âm của cơn đau không sao làm cho cô có đủ sức cản được bước chân hung tợn từ Lam. Chẳng mấy chốc, Sương đã bị dồn đến góc tường. Thanh vũ khí trong tay cô nhanh chóng bị vô hiệu, rơi xuống đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sương đã nhanh chóng lách người thành công. Cô dự định xô ngã Lam, nhưng với sức mạnh kinh hồn, cô ta đã túm được mái tóc của Sương, kéo cả thân thể cô đi trong tiếng la hét đau đớn. Lam càng trở nên khoái chí. Sát khí bên trong cô chưa bao giờ được thỏa mãn nhiều tới như vậy. Nhưng Sương cũng chẳng phải người dễ khuất phục. Bản năng của một con người vốn đã mãnh liệt, nay với thiên chức của một người mẹ, nó như tăng thêm gấp bội. Sương nén cơn đau, dùng chính mái tóc của mình kéo cho Lam mất đà. Từng mảng da đầu của cô căng lên đến mức chảy máu, chân tóc cũng vì thế mà đứt đi ít nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại chính là Lam đã ngã xuống nền đất. Chỉ chờ có vậy, Sương nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài. Cô biết chắc rằng mình không sao mở được cánh cửa hoạt động bằng thẻ từ. Sương chỉ còn cách chạy vào trong căn phòng gần nhất. Cô đóng sầm cửa, chốt thật chặt, dùng mọi thứ trong tầm mắt để chặn lại. Cuối cùng, cô ngồi xuống một góc, cố gắng tự trấn an bản thân mình, mặc dù nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra. Cô vuốt ve mảnh vải áo nơi bụng của mình, nơi mà cô nghĩ rằng đứa con của cô hẳn vừa mới trải qua một cơn dư chấn khủng khiếp. Con của cô, đứa bé yếu ớt đã từng bị cô chối bỏ, bây giờ đối với cô lại quan trọng đến nhường nào. Chẳng phải với vai trò là một tấm bùa hộ mệnh giúp cô thoát chết ban nãy, mà hơn cả thế, đứa bé ấy chính là con của Sương, là núm ruột, là máu mủ của cô. Tiếng bước chân đang hướng về nơi cô đang ẩn náu. Chắc chắn ít phút nữa đây, Lam sẽ biết được vị trí của cô và không ngừng tấn công, phá hủy tường lũy mà cô xây nên. Nhưng cô đã cố gắng hết sức, việc còn lại chỉ là chờ đợi. Tiếng gót giày nện xuống mặt đất mỗi lúc mỗi gần, kéo căng sợi dây thần kinh của Sương tới mức kiệt quệ. Cô cố không cho những tiếng hít thở gấp gáp của mình làm chú ý kẻ đang ở bên ngoài. Dù rằng những bước chân kia đã dừng lại ngay trước căn phòng nơi cô ẩn náu. Mở cửa ra cho tao! Lam dùng tay điên cuồng đấm thùm thụp vào cánh cửa phòng, nơi mà cô ta biết chắc chắn Sương đang ở bên trong. Không ăn thua,
bấy nhiêu chẳng đủ làm cho kẻ hèn nhát kia xuất đầu lộ diện. Lam liền lấy một chiếc xe lăn, bằng toàn bộ sức lực của mình, cô tông trực diện vào cánh cửa. Một âm thanh khủng khiếp dội vào tai của Sương. Cô điếng hồn, chui thụp xuống một chiếc bàn, cố gắng đè nén lồng ngực để hơi thở trở nên bình ổn hơn. Âm thanh đập phá mỗi lúc mỗi dồn dập. Những chiếc bàn, ghế dùng làm lá chắn đang dần bị xô lệch đi ít nhiều. Vài tiếng rinh rít của thứ kim loại ấy như kéo căng sự sợ hãi tột cùng của cô. Một chuỗi những tiếng động chát chúa cứ liên tục vang lên. Cánh cửa phòng đã bị phá, rời hẳn bản lề ra bên ngoài. Đống bàn ghế được sương chất thành đống giờ cũng nằm ngổn ngang vô trật tự. Lam xuất hiện tại đó với một con dao trên tay, cùng đôi mắt đã hằn lên những tia sát khí dày đặc. Đứng ở ngưỡng cửa quan sát mãi một lúc, cô ta mỉm cười. Có trốn thì cũng vô ích thôi. Nào, ra đây đi, tao sẽ cho mày một cái chết êm ái. Lam bước từng bước thật chậm về phía chiếc bàn, giờ con dao bén ngót sẵn sàng cắm vào cổ họng của cô gái lắm điều. Cảm nhận được sự nguy hiểm, hơi thở của Sương càng trở nên gấp gáp, hỗn loạn hơn. Và chúng như một liều nicotine đầy kích thích, khiến cho Lam càng hưng phấn. Cô ta hướng mũi dày về phía Sương, chậm chậm đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, đồng thời cũng giơ con dao lên ngang tầm mắt. Tao không còn đủ kiên nhẫn đâu. Lam khoái chí bật cười lên một tràng cười khanh khách trước khi nhắm mũi dao kia về phía góc bàn mà đâm xuống. Nhưng không, cô ta đã đâm vào một chiếc điện thoại đang ở trong chế độ phát ra một đoạn ghi âm. Nơi đó hoàn toàn trống trơn, chẳng có Sương ở đó. Chưa kịp đưa ra một phán đoán nào từ phía sau, Sương lao ra từ trong bóng tối, dùng một thanh sắt đánh vào người của Lam. Tuy nhiên Lam cũng chẳng vừa, cô ta phản xạ tránh né được đòn đánh hiểm hóc đó, đồng thời gạt chân khiến Sương ngã nhào. Cố gắng ngồi dậy thật nhanh, Sương thành công đạp vào mặt Lam một cú rõ đầu. Nhưng dĩ nhiên Lam với một nguồn sức mạnh kỳ dị, cô ta bật dậy ngay tấp lự, hừng hực sát khí, sẵn sàng ăn thua đủ với Sương. Một loạt những món đồ được Sương ném về phía Lam. Nhưng hỡi ơi, cô ta thăng thoát tránh né được mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Trong chớp mắt, Lam đã áp sát được Sương vào trong góc, tàn nhẫn tung ra những cú tát, cú đấm, cú đá. Cho đến khi Sương nằm vật ra, ngã rạp trên nền đất với hơi thở thều thào, máu chảy khắp mặt mũi, thì Lam mới cười khẩy. Cô nói như một kẻ biến thái quái dị. Giết mày thì dễ quá. Một thứ vật chứa tầm thường như mày không cần sinh con hay mang thai làm cái gì, bởi vì đứa trẻ ấy chắc cũng sẽ như mày thôi. Lam đặt chân vào bụng của Sương, liên tục xoay xoay mũi chân như một sự đe dọa. Nhưng cô ta đâu biết rằng mình đã vô tình khơi dậy trong lòng Sương một bản năng đầy khủng khiếp. Mày nói tao sao cũng được, nhưng tao tao không cho phép mày đụng đến con của tao. Sương lập tức vùng lên, dù hai cánh tay cô đã bị Lam giữ chặt, nhưng bằng toàn bộ sức lực của mình, cô dùng đầu đập thẳng vào mặt của Lam. Một âm thanh khô khốc vang lên, cả hai người đàn bà bật ngửa về phía sau. Nhưng bất ngờ thay, tay của Sương lại vô tình chạm phải một chiếc bình sứ nằm trên kệ gần đó. Chiếc bình dường như đã được cố định một cách đáng ngờ. Đột ngột xoay chuyển, mở ra một mật thất nằm bên dưới bàn làm việc. Sương mơ mơ màng màng, cố gắng trườn ra bên ngoài bằng toàn bộ sức lực còn lại. Tuy nhiên do đầu óc cô đã chánh choáng, nên ngay lập tức rơi xuống cái mật thất bí ẩn kia.
Lam cũng chưa từng có ý định buông tha cho Sương. Cô ta lau vội vết máu trên trán, nhanh chóng đuổi theo. Dù rằng không hề biết thứ cơ quan quái dị này sẽ dẫn đến đâu. Sương lờ mờ tỉnh dậy trên một chiếc ghế sofa, nơi mà cô đáp xuống sau khi rơi tự do từ trên phòng phẫu thuật. Cô cố gắng ngồi dậy, cố làm dịu đi cơn đau bằng cách điều chỉnh lại hơi thở, đồng thời đảo mắt quan sát khắp không gian xung quanh. Tại đây, mọi thứ trông giống hệt một căn phòng ngủ, với đầy đủ ghế, giường, một chiếc bàn trà, một chiếc tivi nhỏ, kèm theo một chiếc tủ lớn, rộng như một bức tường, trưng bày vô số những thứ kỳ dị. Chiếc tủ kính kia đang lưu giữ những chiếc lọ thủy tinh. Bên trong chứa đầy các thai nhi với đủ loại mọi kích cỡ, nằm trong một loại dung dịch trong suốt. Sương không dám đếm, bởi vì cô biết rằng chúng có đến khi lên đến hàng trăm. Nhìn những thai nhi bé nhỏ lơ lửng bên trong với các bộ phận rời rạc, có khi lại còn chẳng nguyên vẹn, làm cho Sương vừa đau xót vừa sợ hãi. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì những tiếng bước chân của Lam lại vang lên từ ngay phía trên. Cô ta đang xuống đây, đeo bám lấy cô như thể một hồn ma đầy oán hận. Sương nhanh chóng chui xuống gầm giường để ẩn náu, không quên cầm một mảnh ly mà cô vừa đập vỡ nhằm phòng thân. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Lam xuất hiện tại ngưỡng cửa mật thất chỉ sau khi Sương yên vị được vài giây. Những bước chân chậm chậm của cô ta liên tục đi xung quanh chiếc giường nơi Sương đang ẩn náu, khiến nhịp tim cô đập lên đầy hỗn độn. Nhưng có lẽ cô chẳng ngờ, thứ mà Lam chú ý khi này chính là chiếc tủ đang trưng bày những thai nhi kia. Và hơn hết là những bức ảnh được sắp xếp ngay ngắn, phai màu đi ít nhiều. Lam trầm ngâm đưa lên tầm mắt một bức ảnh chụp một người phụ nữ đang bế một đứa bé trai với nụ cười tươi rói trên môi. Nào phải ai xa lạ, đó chính là người cha ruột của Lam khi còn nhỏ. Bởi có lần cô đã được ông cho xem hình chụp thời thơ ấu của mình. Nhưng người đứng bên cạnh ông có gì đó rất quen thuộc. Đó chẳng phải là bà Dung hay sao? Cô tiếp tục tìm sang những tấm ảnh tiếp theo. Trong một bức ảnh khác là hình ảnh bà Dung khi đang mang thai. Bên cạnh vẫn là cha của Lam lúc nhỏ. Cuối cùng là một tấm ảnh gia đình, nhưng đã bị xé mất một góc, chỉ vừa nhìn thấy được mặt của bà Dung, một người đàn ông và cha của Lam. Sau đó, Lam lại tìm thấy trong các ngăn tủ gần đó những danh sách sản phụ đã nạo phá thai trong những năm gần đây. Điều làm cô ấn tượng chính là ở dưới tên của những sản phụ có thai mang giới tính nữ đều được đánh dấu đỏ. Dĩ nhiên có cả tên của Hoàng Thùy Trinh hay tên của Tú. Còn lý do vì sao người chủ nhân của những sắp giấy tờ này làm như vậy thì Lam chẳng rõ. Cô sờ soạn vào gáy của một cuốn sổ dày cộm. Phần bìa được làm bằng da động vật, vẫn còn chút mùi ngai ngái. Lam lật từng trang giấy đã ngả vàng, nghiền ngẫm từng dòng chữ xếp ngay ngắn đến mức trang trọng. Ngày 24 tháng 7 năm 1967. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chịu đau đớn, tôi cũng đã hạ sinh được con trai đầu lòng của mình. Thằng nhỏ kháu khỉnh và được ông bà nội và chồng tôi rất cưng chiều. Xem ra, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tôi đặt tên con là Yên, ngụ ý mong cho cuộc đời sẽ thoai thoải trải dài trong an bình. Ngày 8 tháng 2 năm 1968. Sau sự kiện diễn ra vào đúng mồng 1 Tết năm nay, gia đình chồng của tôi ai nấy cũng đều lo lắng. Họ dự định sẽ đưa toàn bộ gia quyến di cư lên nhà của một người họ hàng phía cao nguyên Lâm Viên để tránh bị cảnh bom rơi đạn lạc. Ngày 18 tháng 10 năm 1970, tôi phát hiện mình có thai
khi liên tục lên cơn ốm ngén. Lần thì thoảng nhói lên vài cái đau điến. Nhưng mà khi tôi nói với chồng, anh ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cũng đúng, anh ấy còn có vài ba cô em xinh tươi khác ngoài thị trấn nữa kia mà. Ngày 2 tháng 3 năm 1971, nghe đồn chiến cuộc đang tới hồi gấp rút, tôi cũng nôn nao. Nhưng điều quan trọng hơn là nhà chồng tôi đã mời một đốc tờ để chẩn đoán xem thai nhi trong bụng tôi là trai hay gái. Mặc dù tôi đã cố thuyết phục chồng tôi rằng con nào cũng là con và chúng ta nên yêu thương chúng một cách bình đẳng, công bằng. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi 3 ngày sau. Ngày 5 tháng 3 năm 1971, bác sĩ nói tôi đang có một bé gái. Tôi biết trên thực tế ông ta không chắc chắn điều đó. Nhưng rất tiếc, gia đình chồng tôi tin răm rắp và yêu cầu tôi phá bỏ đứa trẻ. Dĩ nhiên tôi thắc mắc vì lời đề nghị độc ác ấy. Song gã chồng chỉ nói nhà hắn cần con trai, chứ không cần con gái để làm ba cái trò tà ma của tôi. Gã nói thế vì gia đình tôi ngày trước làm nghề thầy cúng và đặc biệt chỉ truyền cho con gái trong nhà. Có lẽ đó cũng hoàn toàn là nguyên do tôi bị gia đình gã hất hủi. Nhưng tôi phải làm gì đây? Bỏ trốn và dắt theo thằng Yên? Không, tôi đã thử nhưng hoàn toàn thất bại. Hay bỏ lại đứa nhỏ và chạy trốn với thai nhi sắp chào đời? Như vậy thì tội cho con trai tôi lắm. Đã bảo tôi muốn những đứa con của mình phải luôn được đối xử công bằng rồi kia mà. Tôi không thể vì một đứa con mà lại từ bỏ một đứa con khác. Tôi đành chờ đợi sự mũi lòng của họ vậy. Ngày 17 tháng 3 năm 1971, tôi trở về nhà sau một tuần nằm tại bệnh viện ở thị trấn. Lý do là bởi vì tôi đã sảy thai. Không, thực chất đó là âm mưu thâm độc của nhà chồng tôi. Họ mà thôi, nghĩ đến tôi lại sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp để họ diệt khẩu. Việc còn lại của tôi chính là chôn sâu những hồi ức này vào tận tim gan. Lâm khựng lại, mắt cô bắt đầu nhòe đi. Cô dần cảm thấy có một điều gì đó chẳng lành trong số những bí mật mà mình sắp khám phá. Nhưng nó chẳng ngăn cô thôi lật những trang giấy cũ kỹ kia. Sau đó là những dòng kể về các sự kiện trong đời sống thường ngày của chủ nhân. Lam đã định sẽ bỏ qua, cho đến khi cô tìm thấy một tấm ảnh nho nhỏ được kẹp trong một trang. Ngày 13 tháng 9 năm 1975, vợ chồng tôi chính thức ly dị. Tôi trở về Sài Gòn, còn thằng Yên phải ở lại cùng với gia đình chồng tôi tại Đà Lạt, dù tôi đã rất nỗ lực níu kéo nó. Nói sao nhỉ? Suy nghĩ của những kẻ ích kỷ độc đoán, cổ hủ ấy đã ăn mòn trí não của một đứa trẻ non nớt. Bằng một cách nào đó, cách thằng bé hành xử với tôi chẳng khác gì với cha, bà nội của nó làm. Tôi đành chịu nhận lấy về thất bại và tủi nhục, kết thúc một chuỗi hành trình đầy rẫy những đau thương suốt gần 10 năm dài đằng đẵng. Ngày 16 tháng 6 năm 1985, hôm nay là ngày thằng Yên cưới vợ. Con dâu tôi trông có vẻ khá hiền lành, cũng là một cô gái chân chất và thật thà giống tôi. Hy vọng rằng thằng con tôi sẽ không đối xử với con nhỏ như cách cha nó đã làm với tôi. Ngày 27 tháng 6 năm 1985, con dâu tôi đột nhiên đến tìm tôi vào một ngày không được mấy đẹp. Nó khóc lóc kể rằng thằng Yên bắt nó phá thai khi được người ta chẩn đoán là sẽ sinh con gái. Trời ơi, lịch sử lại lần nữa lặp lại sao? Cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tôi khuyên con nhỏ hãy bình tâm và tạm thời ở lại nhà tôi,
tôi sẽ chăm sóc nó cho đến khi sinh con. Ngày 5 tháng 5 năm 1986, con dâu tôi hạ sinh ra một đứa bé gái như dự đoán. Trùng hợp thay, con bé có cùng ngày sinh, giờ sinh, tháng sinh, năm sinh với tôi. Chính vì lẽ đó, con dâu tôi đã nhờ đặt tên cho cháu nội. Đột nhiên cái tên Lam lại hiện ra trong đầu tôi từ lúc nào không hay. Phải rồi, tên con nhỏ là Lam. Một cái tên không phải nam, cũng chẳng hẳn là nữ. Ngày 19 tháng 8 năm 1986, thằng Yên vừa mới lên đón vợ về lại Đà Lạt hồi đầu tuần trước. Nhưng đến giờ tôi lại chẳng liên lạc được với chúng. Có vẻ trong mắt nó, tôi là một người mẹ rắc rối và thích phá bỉnh mọi thứ. Ngày 21 tháng 1 năm 1996, cuối cùng tôi cũng đã nghe được tin tức về gia đình chồng cũ của tôi từ một người quen. Chồng tôi đã chết vài năm trước vì căn bệnh lao phổi. Mẹ chồng và cha chồng cũng chết vì tuổi già. Riêng con trai và con dâu tôi thì từ dạo đó đã bán nhà bỏ đi nơi khác, chẳng ai rõ tung tích nữa. Ngày 6 tháng 7 năm 2000, tôi đón nhận được một tin vui lẫn một tin buồn. Tôi đã tìm được đứa cháu gái tên Lam thất lạc của mình tại một trung tâm bảo trợ trẻ em tại Sài Gòn. Tất nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc con bé đã bị bỏ rơi. Nghe những người chăm sóc con Lam kể lại, thằng Yên con tôi đã bị nhiễm HIV sau khi lan chạ với đủ thứ gái gú, hệt như cha của nó trước đây. Còn con dâu tôi sau này cũng trở nên đổ đốn. Nó cặp kè với tình nhân, rồi cuối cùng bỏ rơi con gái, khiến con nhỏ phải đi lang thang để sinh tồn. Một lũ người mọi rợ và chẳng có đạo đức. Ngày 10 tháng 10 năm 2000, tôi được gặp con bé Lam lần đầu tiên sau nhiều năm lặng lẽ quan sát. Tôi sẽ chỉ làm như thế bởi các nhân viên ở đó nói rằng con nhỏ bị trầm cảm rất nặng và cú sốc khi gặp gỡ một người thân cũ rất có thể khiến cho con nhỏ mất đi sự hòa nhập mà phải khó khăn lắm mới hình thành được. Ngày 21 tháng 3 năm 2004, sau hơn 2 năm tiếp xúc với nhau, tôi và con bé Lam thân thiết hơn. Tuy nhiên tôi không nói cho nó biết được danh tính thật sự của mình. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi nghĩ rằng hẳn nó sẽ hận tôi như cách nó thù hận cha mẹ của mình. Cũng trong thời gian này, tôi đã dạy cho nó về mẫu, về cách nguyền rủa và những nghi thức dùng bùa ngải mà đã được gia đình tôi truyền qua bao đời nay. Ngày 7 tháng 8 năm 2011, tôi có nên nói cho nó biết sự thật hay không đây? Nó hẳn sẽ giận tôi lắm. Dĩ nhiên là những gì tôi che giấu nó không chỉ dừng mỗi việc tôi là bà nội của nó, mà còn vì... Ngày 11 tháng 10 năm 2011, không, tôi thấy con bé đã hình thành một lòng tin bất diệt vào mẫu, và tôi sẽ không muốn làm con bé đánh mất đức tin ấy. Tôi không thể để cho con bé biết rằng tôi đã nói dối nó. Trên đời này không có một vị thần nào là mẫu cả. Tôi đã lừa dối nó, dạy cho nó thứ tà thuật nguyền rủa người khác, những kẻ mà tôi cho là không khác gì loài cầm thú. Đúng, tại sao chúng luôn muốn sinh những đứa bé trai nhưng lại chọn phá bỏ những đứa bé gái? Tại sao? Là con gái thì có tội tình gì chứ? Tôi phải cho chúng trả giá cho những hành động vô đạo đức của mình. Và con bé Lam sẽ không bao giờ được biết sự thật này. Tôi muốn nó tiếp tục gieo rắc lời nguyền cho những kẻ ấy đến mãi mãi. Lam ngã gục xuống nền đất cùng với quyển nhật ký, nơi mà ở trang cuối cùng vẫn còn nguyên cái tên chủ nhân của nó: Hồ Thị Dung. Hóa ra
Đây là lý do vì sao bà ta lại đối xử tốt với Lam như thế. Không chỉ mỗi vì cô là cháu gái, mà còn bởi vì bà ta cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối cô suốt bao nhiêu lâu nay. Không có một vị thần bảo hộ cho trẻ em nào như cách bà ta nói. Tất cả chỉ vì một mục đích trả thù, thực hiện thứ chấp niệm bao năm nung nấu trong tâm tưởng của bà. Dù rằng nó phi lý tới mức không thể chấp nhận được. Nào có chuyện thay trời hành đạo, nào có chuyện toàn bộ thai nhi phải được đòi lại công bằng. Toàn là đạo đức giả. Những gì bà ta làm chỉ nhắm vào những người sản phụ phá bỏ thai mang giới tính nữ. Suốt bao nhiêu năm qua, cô đã bị chính người bà, người mẹ của mình lừa dối. Bà Dung dẫu có yêu thương cô, nhưng chắc gì đã chẳng có tư lợi bên trong. Đến lúc chết, bà ta vẫn một mực muốn cô tiếp tục thứ tâm nguyện độc địa và phải lưu truyền mãi về sau. Nếu như Lam không vô tình phát hiện ra bí mật động trời này, thì hỡi ơi, từ nay sẽ có một tà giáo ra đời với những kẻ môn đồ ngu dại như cô ngày trước. Lam không chấp nhận điều đó. Cô muốn dừng toàn bộ những chuyện này lại. Lam nhìn quanh căn phòng. Cô chợt nhận ra có một chiếc tivi đã cũ. Nhìn vào nút tín hiệu đo đỏ nằm bên góc trái thiết bị, cô đoán chắc nó vẫn còn có thể hoạt động. Không chần chừ, Lam bật nó lên. Tất nhiên hành động ấy của cô cũng làm cho Sương nằm bên trong không khỏi giật mình. Truyền hình trực tiếp thông báo tin khẩn cấp. Ngày càng có nhiều người chết ở trên đường phố, nhà riêng. Con số ước tính lúc này đã là 439 người. Những người may mắn sống sót kể lại rằng bên trong những người phụ nữ đột nhiên có một thứ sinh vật kỳ dị nào đó không nguyên vẹn hình hài đã thoát ra từ bên trong cơ thể của họ. Chúng thẳng tay tàn sát những người có mặt gần đó và rồi nhanh chóng biến mất như một màn sương. Cô nữ phóng viên vừa nói đến đó thì đột nhiên tay ôm lấy bụng và nhanh chóng ngã gục. Máy quay xung quanh bỗng rung lắc lên vài cái trước khi ghi lại hình ảnh cơ thể cô phóng viên bị thứ gì bên trong xé toạc. Máu thịt văng đi tứ tán khắp nơi. Hàng loạt tiếng la hét thất thanh, tiếng đổ ngã của các thiết bị xung quanh đó và cả tiếng người ngã rạp làm cho Lam, người chứng kiến từ nãy đến giờ, không khỏi rùng mình. Lần nữa, cô tự vấn lại lương tâm của chính mình. Họ có đáng chết sau những sai lầm ấy không? Họ phá thai, họ sai chứ. Họ đáng bị lên án và bị chỉ trích hành động của mình sau khi đã loại trừ các trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng việc gì mà chúng ta lại có thể tự ý trừng phạt họ bằng cái chết? Lam ngồi sụp xuống, thẫn thờ trước khi đưa ra quyết định. Còn không được mềm lòng, càng không được bỏ đi đức tin của mình. Đó chính là sinh mạng của con. Từ bỏ đi đức tin chính là đồng nghĩa với cái chết. Con hiểu chưa? Một âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn phòng tăm tối. Lam ngã gục xuống bên cạnh một con dao và một vết cắt sâu nơi cổ họng. Máu dần loang ra khắp mọi nơi, xộc lên một thứ mùi tanh nồng. Trong khung cảnh bi đát đó, cô bỗng nhìn thấy Sương, người mà cô đã có ý định đuổi giết. Cô nằm co rúm bên dưới chiếc giường, dừng đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía Lam. Sương lắp bắp nhìn về gương mặt chẳng còn chút sức sống nào của Lam. Cô mạnh dạn tiến ra bên ngoài. Hãy giúp tôi kiểm chứng xem tôi đoán có đúng không, xem lời nguyện đã được giải chưa. À, cũng chưa đâu, phải để tôi chết hẳn đã. Nhưng tại sao cô lại làm như vậy? Không cao thượng mấy đâu, tôi chỉ là không thể sống tiếp nữa. Còn người sống mà chẳng còn tin tưởng vào bất kỳ điều gì thì chẳng khác nào một cái xác cả. Cô nhớ giữ đức tin của mình nha. Tin là trên đời này cũng sẽ có kỳ tích xảy ra, cũng sẽ có những điều tốt đẹp.
như cái cách mà con của cô tới được với cô vậy đó. Nói đến đó, hơi thở của Lam cũng đã dần cạn. Cô nhắm mắt, nở một nụ cười, rồi bình thản ra đi. Chị đến đón bé Sam đúng không? Một người giáo viên mầm non tươi cười ra chào hỏi vị phụ huynh vẫn còn mặc trên người bộ quần áo công nhân, đang ướt đẫm mồ hôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bé được người nhà mới đón về xong mà. Sương kỳ này đã là một người mẹ có con được 4 tuổi, lập tức hốt hoảng. Cô chẳng thèm đoái hoài tới những lời nói sau đó của giáo viên, liền lập tức leo lên xe phóng đi. Người nhà nào chứ? Cả hai mẹ con cô trước giờ chỉ nương tựa nhau mà sống, sao hôm nay lại xuất hiện ai như thế? Không lẽ nào là bắt cóc hay sao? Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Sương không thể kiềm nén được cơn xúc động. Cô điên cuồng vít mạnh ga, dù chưa biết sẽ tìm kiếm bé Sam ở đâu. Mẹ ơi! Cô bé Sam đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh lề đường, liên tục hớn hở vẫy tay ra hiệu cho cô. Sương nhìn thấy con thì chẳng màng gì nữa, tức thì dừng xe, mặc cho nó ngã rạp dưới đất, mà lao đến ôm chầm lấy cô bé. Trời ơi, sao con dám theo người lạ ra khỏi trường, có biết mẹ lo lắm không? Cậu hét toáng lên, đồng thời cũng không ngăn được những dòng nước mắt trào ra hai bên gò má. Đâu phải người lạ đâu, là bà mà mẹ. Giọng điệu non nớt nhỏ nhẹ của cô bé bỗng chốc đánh động ánh nhìn của Sương. Từ bên trong một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện, cầm trên tay một cây kẹo mút. Bà ngoại đi đón cháu à, không được hay sao? Cô bé Sam nhìn thấy thứ quà trên tay bà, liền nhanh chóng nhào đến, ngắm nghía tới mê tít. Chỉ để lại mỗi Sương bồi hồi nhìn theo bóng dáng của bà Liên, mẹ của cô, người mà suốt bao nhiêu năm qua Sương mãi luôn lẩn tránh. Quý khán thính giả vừa theo dõi xong tập truyện Lời Nguyền, tác giả Trần Phùng. Riêng cảm nhận của Thi thì câu chuyện rất là hay, có một cái ý nghĩa truyền tải thông điệp rất là cao. Và quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi được biết nhé. Thi cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.